thân quá. Chào mấy chị đang xem live nha, mấy chị ơi, xem live chấm bài giùm em nha, mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ bài giùm em với. Để thử hai ba ngày rồi. Chị chấm chấm bài lên giùm em nha mấy chị ơi, chấm chấm bài lên giùm em với. Em chào chị Quỳnh Giao nè. Xem like chấm bài lên giùm em nha mấy chị ơi, xem like chấm bài lên giùm em nè. Chào chị Nhã Lan nha. Em chào chị Đặng Thị Bảy nè. Em lên cho mấy chị mảnh á. Sọc đầu like mấy chị. Sọc đầu like nha, cái này là chắc lụa đuổi giùm em nè. Lụa đuổi sọc nha mấy chị. Lụa đuổi sọc giùm em. Lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị, lên đồ bộ váy đầm, lên quần ống suông ống rộng đều được nè, em còn được 2,5 m nha. 2,5 m lụa đuổi mấy chị, chắc dài dặn cho mấy chị luôn, lên đồ rất là đẹp luôn, ai lấy lụa đuổi thì chốt lên giùm em nè. Em còn được 2,5 m nha. 2,5 m là 52.000 mấy chị, 52.000 giùm em, chắc nó hơi dài dặn nhưng mà lên đồ bao đẹp luôn. Ai lấy lụa đuổi sọc thì chốt lên giùm em mã 52 nha. 52.000 2,5 m mấy chị, rất là đẹp luôn nè, lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 52 mấy chị, 52.000 nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 52 nè. 52 cho chị Vĩ Dương nè. Mango mấy chị, mango họa tiết giùm em nha. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Này em còn được 1,4 m mấy chị. 1,4 m mà. Chắc mango giùm em nha. Mango rất là đẹp luôn nè. 1,4 m. Chị nào mà nhỏ con á, canh may đổ lên đồ đùi nha. Không thì mấy chị lên áo kiểu giùm em 28.000 mấy chị. 1,4 m 28.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 1,4 m nha. Mango mấy chị, 1,4 m mango nè. 1,4 m 28.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 1,4 m giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nè. Von nhí giùm mấy chị, von nhí giùm em nè. Von nhí thì em còn đủ áo nha, em còn được 1,2 m đủ áo. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em với nha. Áo mấy chị, lên áo kiểu giùm em nè, 28 cho chị Vĩ Dương nha. Lên áo kiểu 22.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 áo mấy chị, áo rất là đẹp luôn nè. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 mấy chị, cái này mấy chị lên áo kiểu không cần lót nha. Lên áo kiểu không cần lót giùm em nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha. Thô nè mấy chị, thô họa tiết nha. Thô họa tiết giùm em, chắc thô rất là mát luôn. Thô họa tiết này em còn được 1,5 m nè. 1,5 m thô nha. Thô lên đồ pyjama mấy chị, lên đồ pyjama áo sơ mi kiểu nè. Chắc thô lên đồ rất là mát luôn, thấm hút mồ hôi nữa nha. 22 cho chị Quỳnh Giao nè. 1,5 m này là 32.000. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 thô mấy chị, thô. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị, 32.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32. Mấy chị xem like chấm bài chia sẻ bài giùm em với nha. Chia sẻ bài giùm em với.
lấy thì chốt với giùm em mã 32 nha mấy chị, 32 ngàn. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 32, em có mảnh lụa bướm nha mấy chị. Lụa bướm giùm em nha. 32 cho chị ở Quỳnh Giao nè. Lụa bướm mấy chị, bướm chắc 100D co dạng đẹp cho mấy chị luôn nha. Bướm mấy chị, bướm màu xanh đen nha. Ai lấy bướm thì chốt lên giùm em. Bướm. Bướm thì em còn được 3m2 nha mấy chị. 3m2 bướm thì chắc co giãn cho mấy chị nha. Ai lấy bướm thì chốt lên giùm em. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. 3m2. 3m2 52.000 mấy chị. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia nè, 52.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000 3m2 nha mấy chị. 52.000 3m2 nè, lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000 lấy hết thì chốt không thì chia nha. 52.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52 cho chị Nhã Lam nè. 52 đó em còn nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em nè. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha, hoa đủ màu giùm em nè. Màu rất là sặc sỡ luôn nha. Cái này em còn được 1m6 nè mấy chị. 1m6 hoa đủ màu nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè, co giãn nha. Hoa rất là sặc sỡ luôn mấy chị. Chị nào mà lấy về canh may lên một cái đầm mấy chị, rất là xinh luôn nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em. Cái cửa cho nó khỏi ùn. Hoa 1m6 thì là 27.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 hoa giùm em nha mấy chị, 27.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 mấy chị, 27.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em nha, 27.000 mấy chị, hoa rất là đẹp luôn nha, 27.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 mấy chị, 27.000. Em còn mảnh lụa lon nè mấy chị. Lụa lon giùm em nha, lụa lon. Cái này là chắc lụa giấy mấy chị. Lụa lon chắc lụa giấy. 27 cho chị Đào Kiều nè. Chị Đào Kiều lên số điện thoại giùm em với nha. Lên số điện thoại để em lưu đơn nha chị ơi. Lên số điện thoại giùm em với. Em còn mảnh lụa lon giấy nha chị. Lụa lon nha. Chắc lụa giấy giùm em còn được 1m5 nè. 1m5 nha. Lên đồ bộ váy nằm mấy chị. Chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Ai lấy lụa lon thì chốt lên giùm em. Màu nó hơi nhã nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị. Đây là 28 ngay giùm em nha. Ai lấy lon thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28.000 lon nha. Lấy lon thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28.000. Lấy lon thì chốt lên giùm em mã 28 nha. Em còn được 1m5. 28.000 1m5 nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28. Em còn mảnh lụa sọc nè. 28 cho chị Quỳnh Nhau, Bình Giao nè. Lụa sọc này em còn được 1m3 nha mấy chị. 1m3 sọc chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lên áo sơ mi kiểu nha mấy chị. Lên áo sơ mi kiểu không thì lên một cái quần ống suông ống rộng giùm em nha. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em. 1m3 này là 24.000. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 sọc mấy chị, 24.000. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 24 nha. Em chào chị Hạnh Trần nè. 24.000 mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Lên áo sơ mi kiểu rất là đẹp luôn, lấy thì chốt lên giùm em nha. 24.000 mấy chị, 24.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Chị Đào Kiều lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Mua hàng lên số điện thoại giùm em với nha, để em lưu đơn cho chị nè. Em còn mảnh lụa xích nè mấy chị. Lụa xích này em còn được 1m7 nha. 1m7 lụa xích chắc 100D co giãn cho mấy chị nè. Lên đồ pyjama đùi váy đầm nha. Em còn được 1m7. 1m7 xích như là 27.000. Lấy xích thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 xích giùm em nha. Lấy xích chốt lên giùm em mã 27 mấy chị. 27.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em nha. 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 mấy chị. 27 cho chị Nhã Lam nè. Em còn mảnh thô hoa nè mấy chị. Thô hoa vàng giùm em nha. Chắc thô mấy chị. Chắc khô đó. Cái này em còn được là 1m2 nè mấy chị. 1m2. 1m2 nha mấy chị. 1m2. Như 1m5 chứ. Ok em thấy số nè. Chị chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha chị ơi. Chọn tầm 4-5 mảnh cho đủ đơn giùm em nè. 1m5 hoa vàng mấy chị. 1m5 thì là 20.000. Cái này là thô tơ mấy chị. Thô tơ giùm em nha. Đây là tơ nhưng mà chắc nó giống như là chắc khô vậy á. Thô tơ giùm em nha. Em còn được 1m5. 1m5 như là 20.000 mấy chị. 20.000 1m5 nha. Đâu nghe nữa. 20.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 20.
20.000 một mét rưỡi giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20 này, chị 20.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 giùm em nha. 20.000 mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 20. Em còn mảnh lụa trăng này mấy chị. Lụa trăng giùm em nha. Chính là trăng 2 đầu mấy chị ơi, trăng 2 đầu giùm em. Trăng 2 đầu này em còn được 2 mét nha. 2 mét trăng 2 đầu chắc 100 đê co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy trăng thì chốt lên giùm em 2 mét đủ lên đồn bộ 7 đầu nha. 2 mét. 2 mét thì là 32.000 mấy chị. 32.000 trăng nha. Lấy trăng thì chốt lên giùm em mã 32 nè. 32.000 mấy chị. Lấy trăng thì chốt lên giùm em mã 32 nha. Ở bên em nó đang mưa mấy chị. Mấy chị cố gắng mở to cái loa nó to to lên để em nghe. Nghe em nói nha, tại mưa to lắm mấy chị ơi. 32 cho chị Lê Đặng nè. Em còn mảnh satin caro nè mấy chị. Satin caro giùm em nha. Satin có caro cho mấy chị luôn. Màu hồng nhạt nha mấy chị, màu hồng nhạt giùm em. Cái này em còn được 1m7 luôn nè. 1m7 satin caro nha. Chắc mềm rũ cho mấy chị luôn, rất là đẹp luôn nè. Ai lấy satin caro thì chốt lên giùm em. Lên đồ pyjama đùi váy đầm đều được nha, 27.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 caro giùm em nha mấy chị, caro giùm em nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 caro mấy chị, 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em nha. Em có mảnh nhí đen nè mấy chị. Nhí đen nha. Nhí đen này em còn được 1 mét đồ áo nè. 1 mét đồ áo chắc co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha. 1 mét này là 17.000. Chị nào mà canh may đồ áo thì chốt lên giùm em nha. 17.000 1 mét. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 mấy chị. 17.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 mấy chị. 17 cho chị Nhã Lan nè. Em có mảnh lụa họa tiết nha. Họa tiết mấy chị. Lụa họa tiết lên đồ bộ váy năm này em còn được 2m2 nha. 2m2 họa tiết chắc co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với họa tiết. 2m2 chắc 100D nha. 2m2 là 40.000 mấy chị. 2m2 40.000. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 họa tiết thì em nha. Lên đồ rất là đẹp luôn, 40.000. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 40 nha. 40.000 giùm em nha mấy chị, 40.000. 40 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh lụa trăng mấy chị. Cái này là lụa trăng màu vàng, màu cam nha. Màu cam giùm em, hồi nãy là lụa trăng màu hồng mấy chị. Lụa trăng màu cam này em còn được 1m5 nha. Cũng là trăng 2 đầu nhưng mà nó màu cam nha mấy chị. Trăng 2 đầu màu cam chắc 100D co dạng cho mấy chị này, em còn được 1m5 nha. 1m5 ai lấy trăng thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 trăng mấy chị ơi, chắc y chang cái màu hồi nãy, màu hồng hồi nãy luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27.000 1m5 nha. Lấy trăng thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị, 27.000. 27 cho chị Lê Đặng nè. Mango bi nè mấy chị. Mango bi giùm em nha. Mango bi nè em còn được 1m1 mấy chị. 1m1 mango bi nha. Chắc mango loại 1 rất là đẹp luôn. Em chào chị Mona La nè. Chào chị Huỳnh Vy nha. Mango bi là 21.000 mấy chị. 21.000 1m1 nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. 1m1 21.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 27 em còn một mảnh cho chị Huỳnh Vy nè. Chết rưỡi nha. 27 em còn một mảnh cho chị Huỳnh Vy nha. Cái đó em còn nhiều mấy chị. Cái đó em còn nhiều nha. Em còn mảnh lụa nè mấy chị. Lụa hòa tiết giùm em nha. Lụa hòa tiết này em còn được 1m5 mấy chị. 1m5 lụa hòa tiết chắc co dạng cho mấy chị nè. Hòa tiết nha. Lên một cái đầm mấy chị. Lên một cái đầm giùm em. Xin chào chị Liên Liên nè. Dạ em không có tiết mưa nha chị ơi. Em chỉ bán qua lụa thôi nha. Em không có bán tiết mưa nè. 29.000 mấy chị. 29.000 1m5. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29 nha. 29.000 hòa tiết mấy chị. 29.000 hòa tiết to đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29.000 lên một cái đầm giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29.000. 29.000 1m5 nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29. Em có mảnh von bell nè mấy chị. Von bell giùm em nha. Von bell này em còn được 1m đồ áo. Ai lấy bell thì chốt lên giùm em nha. Can may lên áo kiểu mấy chị 1m.
Một mét này là 13.000, lấy beo thì chốt nó giùm em mã 13. 13.000 beo giùm em nha. Lấy beo thì chốt nó giùm em mã 13 mấy chị, 13.000. Beo 13.000 giùm em nha. Lấy beo thì chốt nó giùm em mã 13 mấy chị, 13.000. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 13. Em có mạnh lá giùm chị. Lá giùm em nha. Lá thì em còn được 1m3 mấy chị. 1m3 lá nha. 13 cho chị Lệ Đằng. Cái này lá 100D mấy chị ơi, lá 100D vo giãn cho mấy chị luôn. Lấy lá thì chốt nó giùm em nha. Lên áo sơ mi kiểu hoặc là lên chân váy nha mấy chị. Lên sơ mi kiểu hoặc lên chân váy giùm em. 25.000 mấy chị, 25.000 1m3 nha. Lấy lá thì chốt nó giùm em mã 25. 25.000 giùm em nha. Lá trắng đen mấy chị, lên áo rất là đẹp luôn nè. 25.000. Em chào chị Trần Nguyễn nè. 25.000 lá nha. Lấy lá thì chốt nó giùm em mã 25 mấy chị, 25.000. Đây muốn gọi đình khúc nữa. Em còn mảnh von bi nè mấy chị. Von bi giùm em nha. Von bi nè em còn được 1m7 nè mấy chị. 1m7 von bi nha. Lóc lên áo kiểu váy đầm mấy chị. Von bi lóc lên đồ rất là đẹp luôn. Ai lấy von thì chốt lên giùm em nha. Von mấy chị. 1m7 thì là 25.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 mấy chị ơi, 25.000 giùm em nè. Chị lấy cái này đúng không chị? Bích Phương Nguyễn Thị ơi, cái này đúng không? Cái này mã 25 nhưng mà em mới lên nè phải không chị? Đúng thì ok lại giùm em để em gọi cho chị nha. Ok lại giùm em nha chị ơi, ok lại giùm em thôi. Ở đây là ai ạ? Trong cái đống đẹp mình là đẹp mà. Chưa lấy hết. Đúng cái von bay này ok lại giùm em nha chị à. Bích Phương Nguyễn Thị ơi, đúng cái ok lại giùm em. 27 lá. 27 lá hả? Cái này 26. 25 lá. Cái này 26 chị ơi, cái này là lá 26 nghe giùm em nha. Lá 26 bi đâu mới 25 chị. Lấy thì chốt lại giùm em mã 26 nha. Cái này 26 giùm em nè chị ơi, 26 nha. Em còn mảnh beo này mấy chị ơi, beo. Beo chất lụa giấy giúp em nha. Beo lụa giấy giúp mấy chị. Beo lụa giấy. Beo chất lụa giấy lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị. Beo giúp em nè. Ai lấy beo thì chốt lên giúp em nha. Ok 26 cho chị Bích Phương Nguyễn Thị nè. Beo này em còn được 4 mét nha mấy chị. Beo này em còn được 4 mét nha. Chất lụa giấy nhẹ cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm nha. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 4 mét 57, 58 nha mấy chị. 4 mét là 58 ngàn nha. Ai lấy beo thì chốt nó giùm em mã 58. Em chào chị Huệ Trần nè. 58 ngàn beo mấy chị. 58 ngàn lấy hết thì chốt không thì chia nha. Beo rất là đẹp mấy chị. 4 mét 58 ngàn. Lấy beo thì chốt nó giùm em mã 58. Không thì chia đôi nha mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha mấy chị. 58 ngàn. Beo 2 mét cho chị Huệ Trần nè. Em còn mảnh lá đủ màu nè mấy chị. Lá đủ màu giùm em nha. Em chào, con chào cô Hoàng Thị nè. Lá đủ màu nha. Lá đủ màu nè em còn được 4 mét luôn mấy chị. 4 mét lá đủ màu nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị nè. Mấy chị thấy lá không? Lá đủ màu rất là đẹp luôn. Lên đồ bộ váy đầm đều được nha. Ai lấy lá thì chốt nó giùm em mấy chị. Lá rất là đẹp luôn nha. 4 mét. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. 4 mét nè. 4 mét này là 64.000 mấy chị. 64.000 lá nha. Lá đủ màu ba đẹp cho mấy chị luôn. 64.000. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 64. 64.000 lấy hết thì chốt không thì chia nha. Lá rất là đẹp mấy chị. 64.000. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 64 không thì chia nha. Em còn mảnh von họa tiết nè mấy chị. Von họa tiết giùm em nha. Ai lấy von họa tiết thì chốt lên giùm em nè mấy chị. Von này em còn được 2 mét nha. Em chào chị Phạm Minh Thư nè. 2 mét nha mấy chị. 2 mét họa tiết von này lóc lên áo kiểu váy đầm mấy chị. 64 cho cô Hoàng Thị nè. 64 đó em còn nhiều mấy chị. Chị nào muốn lấy thì chốt lên giùm em thôi nha. 27.000 mấy chị. 27.000 von họa tiết mấy chị. Von lên đồ là phải lóc giùm em nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 von giùm em. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 27 nè. Von 27 cho chị Huệ Trần nè.
Em còn mảnh lụa hoa đen nè mấy chị. Lụa hoa đen giùm em nha. Hoa này là hoa đen giùm em nha. Cái này em còn đủ áo thôi mấy chị. 27 cái nó còn 27 đó em hết rồi nha chị. Huỳnh Vy chọn mảnh khác giùm em. Em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 hoa to giùm vân hoa đen giùm em nha. 1m2 lụa hoa đen nè. 1m2 nha mấy chị. Đủ canh mê lên áo kiểu chắc co giãn cho mấy chị nè. 1m2 nha anh chị, nào mà canh mê đủ lên áo kiểu thì chốt cho giùm em. 1m2 lụa hoa to này là 24.000 mấy chị. Hoa đen 24.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24.000 hoa nha. Hoa rất là đẹp mấy chị hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24 nha. 24.000 hoa mấy chị, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24 nha. 24.000 nha. Em có mảnh thổ cẩm nha mấy chị. Lụa thổ cẩm giùm em nha. Thổ cẩm thì em còn được 2 mét nè. 2 mét thổ cẩm chắc co giãn nha mấy chị. Thổ cẩm lên áo sơ mi kiểu nè, lên đồ bộ váy đầm, lên quần ống suông ống rộng đều được mấy chị. Chắc thổ cẩm họa tiết rất là đẹp luôn nha. Thổ cẩm đây là 34.000 mấy chị. Thấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 34.000 thổ cẩm giùm em nha. Thấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị, 34.000. Ai lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 34. Thổ cẩm thì em còn được 2 mét nha. 2 mét 34.000 mấy chị, 2 mét. Bèo 58. Bèo này còn không? Này còn không? Này còn đủ 4 mét không? Không, 2 mét rồi. Không đủ lắm, bao nhiêu lắm. Bèo này. Bèo này còn. À, chị Trần Nhiều ơi, bèo này em hồi nãy em chia một nửa cho chị. Chia một nửa luôn rồi. Em chia một nửa cho chị Huệ Trần rồi. Em còn được 2 mét thôi chị. 2 mét thôi, lấy thì chốt nó giùm em nha. 2 mét là 28.000 à chị Trần Nhiều ơi. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha. Em còn được một nửa thôi. 2 mét 28.000, lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 34 cho chị Đào Kiều nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha. Hồi nãy em chia một nửa rồi á. Em còn mảnh caro hoa nè mấy chị. Caro hoa giùm em nha. Caro hoa này em còn được 3,5 mét mấy chị. 3,5 mét caro hoa này chắc co giãn cho mấy chị luôn. Ai lấy caro nha mấy chị ơi, caro nhí nè. Caro nhí có hoa đen giùm em luôn. 3,5 mét là hết thì chốt, không thì chia đôi nha. 3,5 mét mấy chị. 3,5 mét 51.000 lấy caro thì chốt lên giùm em mã. Lấy caro thì chốt lên giùm em mã 51 nha. 51.000 caro mấy chị, 51.000 lấy caro thì chốt lên giùm em mã 51 caro nhí cho mấy chị nha. 51.000 mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. À, lấy caro thì chốt lên giùm em mã 51 vải sát màu xanh trên sào. Vải sát màu xanh. Cái này hả chị ơi? Cái này đúng không? Cái này là chuột á chị ơi. Chuột màu đỏ rượu á chị. Chắc chuột nha, màu đỏ rượu giùm em, nó giống satin nhưng mà chắc nó nặng hơn satin nha. Với lại nó không có bóng như satin đâu chị. Chắc rất là đẹp luôn. Nó hơi dày dặn nhưng mà lên đầm thiết kế chị ơi, lên đầm thiết kế rất là đẹp luôn. Và lại lên xếp vết đồ đùi á chị. Chắc rất là đẹp luôn, lấy thì kèm mé lên giùm em nè. Trượt á chị ơi, trượt giùm em nha. Em chào chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh beo nè mấy chị. Beo này là chắc 100D giùm em nha. Beo chắc 100D giùm em. Beo chắc 100D. Beo này em còn được 1m2 nha mấy chị. 1m2 beo nha mấy chị, chắc co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy beo thì chốt với giùm em lên áo sơ mi kiểu, không thì lên chân váy nha. Chắc 100D rất là đẹp luôn mấy chị. 1m2 là 25.000 mấy chị. 25.000 1m2 giùm em nha. Lấy beo thì chốt với giùm em mã 25. 25.000 1m2 mấy chị. Beo. Ai lấy beo thì chốt với giùm em mã 25 nha. 25.000 beo giùm em, lấy beo thì chốt với giùm em mã 25 nha mấy chị. 25.000. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 25 nha. 25.000 giùm em. Em còn mảnh lụa nha mấy chị. Lụa nhí tím nha. Lụa nhí tím này em còn đường 2m2 mấy chị. 2m2 lụa nhí tím chắc 100D co giãn cho mấy chị nè. Nhí tím rất là xinh luôn nha. Rất là xinh luôn mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm bao xinh cho mấy chị luôn. Em còn được 2m2 nha. Ai lấy nhí tím thì chốt lên giùm em. 2m2 này là 40.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 2m2 nha mấy chị. 40.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 giùm em nha. 40.000 2m2 nha chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nè. 40.000 giùm em nha mấy chị. Nhí tím 40.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 40.
40 Tuyết Ánh. 40 nghe nhiều em. 40 cho chị Tuyết Ánh nè. Chị chằng nhiều ơi, chị còn xem không? Em còn mảnh beo nữa chị ơi. Em còn mảnh beo 4 mét cho chị nha. Em ơi, kiếm ra một mảnh beo 4 mét 58 ngàn cho chị nè. Nếu mà chị lấy thì ok lại giùm em với nha chị chằng nhiều ơi. Lấy thì ok lại giùm em. Lấy thì trả lời ok để em bỏ cho chị nha. 40 em hết nhưng mà chị chọn mảnh khác giùm em. Em còn mảnh von cát này với chị. Von cát giùm em nha. Von cát này em còn được 4 mét nè. Von cát họa tiết mấy chị, họa tiết giùm em nè. Họa tiết nha. Von cát mấy chị, lên áo kiểu không cần lót nhưng mà lên váy đầm áo dài đều phải lót giùm em nha. Ok chị ạ, chằng nhiều nè. Ok. Để không lấy. 4 mét họa tiết này là 70 ngàn mấy chị, 70 ngàn giùm em. Von cát, cái này mấy chị lót lên áo dài váy đầm giùm em nha, rất là đẹp luôn nha. Họa tiết bao đẹp cho mấy chị luôn. À, lấy von cát thì chốt nó giùm em mã 70. 70 ngàn lấy hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em nha. 70 ngàn mấy chị. Lấy thì chốt nó giùm em mã 70 nè. 70 ngàn von cát giùm em nha. Em chào chị áo dài thanh xuân nè. Họ tiếp lên áo dài rất là sang mấy chị. Lấy thì chốt nó giùm em không thì chia đô nha. 70 ngàn 4 mấy mấy chị. Lấy thì chốt nó giùm em mã 70. 70 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 70 mấy chị. 70 ngàn. Em còn mảnh lụa cây dừa nè mấy chị. Lụa cây dừa giùm em nha. Lụa cây dừa này em còn được 1,5 mét nè mấy chị. 1,5 mét lụa cây dừa chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đồ đi biển nha. Lên đồ pyjama mẹ ở nhà cũng được, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cây dừa 1,5 mét là 28 ngàn mấy chị. 28 ngàn lụa cây dừa nha. Lấy cây dừa thì chốt nó giùm em mã 28. 28 ngàn giùm em. Cây dừa rất là đẹp luôn mấy chị. Lấy thì chốt nó giùm em mã 28 nè. 28 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. 28 ngàn. Lấy thì chốt nó giùm em mã 28. Em còn mảnh lụa trái tim nha. Lụa trái tim mấy chị. Lụa trái tim này em còn đủ áo thôi. Lụa trái tim này em còn được 1,1 mét đủ áo nha mấy chị. 1,1 mét đủ áo giùm em. Chắc co giãn cho mấy chị nè. Vậy nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt nó giùm em nha. Lên áo mấy chị ơi. 1,1 mét. 28 với chị Đông Thu nè. 1,1 mét này là 23 ngàn mấy chị. 1,1 mét 23 ngàn. Lấy thì chốt nó giùm em mã 23. 23 ngàn 1,1 mét giùm em nhăn. Lấy áo thì chốt nó giùm em mã 23 mấy chị. Lụa trái tim lên áo sơ mi kiểu rất đẹp luôn nhăn. 23 ngàn. Lấy tim thì chốt nó giùm em mã 23. 23 ngàn tim giùm em nhăn. 23 ngàn mấy chị. Em còn mảnh von hoa này mấy chị ơi. Von hoa màu xanh giùm em nha. Von hoa xanh này em còn được 2,2 mét mấy chị. 2,2 mét von hoa xanh này thì nó cũng hết thôi. 2,2 mét von hoa xanh nha mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm này rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em. Họa tiết rất là đẹp luôn nha. À, lấy 2,2 mét thì chốt lên giùm em nè. Von lên đồ là phải lót giùm em nha. 29 ngàn mấy chị. 2,2 mét mà chỉ có 29 ngàn thôi. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 29 nha. Von hoa mấy chị. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu đều được nha. 29 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 29 mấy chị. 29 ngàn hoa nha. 29 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 29 mấy chị. 29 ngàn hoa mấy chị ơi. 29 ngàn hoa. 29 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh mango đổ màu này mấy chị. Mango đổ màu giùm em nha. Em còn được 1,5 mét. Chắc mango mấy chị. Mango đổ màu nha. À, lấy mango thì chốt lên giùm em còn được 1,5 mét nè. 1,5 mét này là 27 ngàn. À, lấy mango thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27 ngàn. 1,5 mét mấy chị. 27 ngàn lên một cái đầm giùm em rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nè. 27 ngàn giùm chị ơi. 27 ngàn mango. Em có mảnh súp bọt hoa nè mấy chị ơi. Súp bọt hoa, cái này là hoa có phối caro cho mấy chị nha. Hoa có phối caro cho mấy chị nè. 27 cho chị Đông Thu nè.
sức vọt kho nha mấy chị. Hai bảy em hết nha chị. Linh Trần chọn mảnh khác giùm em. Cái này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 hoa caro nha, hoa có phối caro cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm đều được nè, em còn được 3m2. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. 3m2, 3m2 này là 60.000 mấy chị. 3m2 60.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 60 nha. Lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha, 60.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 60 mấy chị. Lấy hết thì chốt không thì chia nha. 60.000 lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 60. Em còn mảnh xốp màu đen nè mấy chị. Xốp màu đen có phối caro cho mấy chị nha. Xốp giùm em. Cái này mấy chị lót lên áo. Cái này mấy chị lên áo sơ mi kiểu nè. Lên một cái đầm body cũng được nha. 60 cho chị nhà lam nè. Em còn được 2m. 2m xốp màu đen nha mấy chị. Có phối caro cho mấy chị luôn. 2m lên áo sơ mi kiểu nè. Lên một cái đầm body nha. 40.000 mấy chị. 40.000. 40.000 xốp caro giùm em. Lấy xốp caro thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 có phối caro cho mấy chị nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nè. 40.000 mấy chị. 40. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nha. 40.000. Em còn mảnh lụa hoa rơ nha mấy chị. Lụa hoa rơ giùm em nè. Lụa hoa rơ này em còn được 3m2 nha. 3m2 lụa hoa rơ này chắc co giãn cho mấy chị luôn. Hoa rơ mấy chị, hoa rơ giùm em 40 cho chị Quỳnh Giao nè. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha. 3m2. 3m2 này là 63.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 63 nha. 63.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha mấy chị. 63.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 63. 63.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 63 mấy chị. 63.000. Mango này mấy chị. Mango sọc đủ màu nha. Mango đủ màu này em còn được 1m. 1m mango mấy chị sọc đủ màu. 63 cho chị Nhã Lam nè. 1m chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 mango mấy chị. Mango bộ đủ màu nó có đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 1m nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nè. 16.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 16 mấy chị. 16.000. 16 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh chanh mấy chị. Họa tiết chanh nha. Cái đó là chanh màu hồng giùm em. Giá chanh màu hồng nha. Em còn được 1m rưỡi. 1m rưỡi chắc co giãn nè. Lên đồ cho mẹ cho bé đều được nha mấy chị. Này lên đồ cho bé rất là dễ thương luôn nha. Em còn được 1m rưỡi. 1m rưỡi chanh màu hồng này là 60.000 mấy... 26 mấy chị. 26.000 1m rưỡi nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. Co giãn giùm em nha. Lên đồ cho mẹ cho bé đeo được nhưng mà chị 26.000 1m rưỡi nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 trái chanh màu hồng giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. 26.000. Em còn mảnh vàng này mấy chị ơi. Vàng giùm em. Vàng cái này là chắc lụa xốp nha. 26 cho chị Đông Thu nè. Vàng cái này là chắc lụa xốp giùm em nha. Vàng này em còn được 1m1 đủ lên áo kiểu mấy chị. Lụa giấy giùm em nha mấy chị ơi. Vàng này là chắc lụa giấy nè. Nhẹ cho mấy chị nha. Em còn được 1m2. 1m2 17.000 mấy chị. 1m2 17.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 áo mấy chị. Áo mà chỉ có 17.000 thôi. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 nè. Họa tiết vàng giùm em nha. 17.000. Lấy vàng thì chốt lên giùm em mã 17 nha mấy chị. 17.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 17. Lan hai da này mấy chị. Lan hai da giùm em nha. Em còn đủ áo thôi. Em còn được 1m2 luôn. 1m2 chắc lan hai da mấy chị. Lan hai da lên đồ rất là mát luôn nè. 17 cho chị Quỳnh Giao nè. 1m2 này là 24.000 mấy chị. 24.000 chắc lan giùm em nha. Họa tiết rất là xinh luôn mấy chị. Lên áo kiểu giùm em nè. Không thì lên đồ cho bé nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 nha mấy chị ơi. 24.000 1m2. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24 mấy chị. 24.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 lanh nha. Em có mảnh thêu này mấy chị. Thêu lá giùm em nha. Thêu lá giùm em. Cái này thêu cái này màu xanh gì đi không biết. Cái này màu xanh lơ mấy chị. Màu xanh lơ có thêu lá giùm em nha. Cái này em còn được 3m rưỡi luôn nè. 3m rưỡi nha. Lụa thêu mấy chị. 3m rưỡi lụa thêu giùm em. 3m rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia nè. Ai lấy
thêu thì chú lấy giùm em mã 70. 70 ngàn thêu mấy chị, 70 ngàn nè. Lấy thêu thì chú lấy giùm em mã 70 nha. 70 ngàn giùm em nha mấy chị, 70 ngàn. À, lấy thì chú lấy giùm em mã 70. 70 ngàn lấy hết thì chú không thì chia đôi nha mấy chị, 70 ngàn. À, lấy thì chú lấy giùm em mã 70. 70 ngàn giùm em nha, 70 ngàn. Em còn mảnh họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. 70 cho chị Nhã Lam nè. Lụa họa tiết nha. Lụa họa tiết này em còn được 3,5 mét mấy chị. 3,5 mét họa tiết chắc co giãn cho mấy chị nè. Họa tiết nha. Lên đồ pyjama đùi váy đầm. À, lấy họa tiết thì chốt nó giùm em nha. Em còn được 3,5 mét. 3,5 mét này là 60 ngàn mấy chị. 3,5 mét 60 ngàn. Lấy họa tiết thì chốt nó giùm em mã 60. 60 ngàn họa tiết giùm em. Màu rất là sạch sỡ luôn nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 60 mấy chị. 60 ngàn lấy hết thì chốt lên thì chia đôi nè. 60 ngàn. À, lấy thì chốt lên giùm em mã 60 nha. 60 ngàn giùm em mấy chị. 60 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 60. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn đủ áo thôi. Lụa hoa này em còn được 1,1 mét đủ áo nè. 1,1 mét đủ áo chắc co giãn cho mấy chị luôn hoa nha. Hoa mấy chị 1,1 mét đủ lên áo kiểu. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em với nha. 1,1 mét. 1,1 mét này là 21 ngàn. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 với chị. 21 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn áo giùm em nha. 21 ngàn. 21 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh họa tiết mấy chị. 21 em còn mảnh cho chị Lệ Đặng nè. Họa tiết này em còn được 1,7 mét nha. 1,7 mét họa tiết mấy chị. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. 1,7 mét đủ lên đồ bộ váy đầm nha. Họa tiết giùm em. À, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 1,7 mét. 1,7 mét này là 32 ngàn. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn 1,7 mét nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. 32 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32 ngàn giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nè. Em còn mảnh caro nè mấy chị. Caro màu xanh giùm em nha. Caro màu xanh này em còn được 1,2 mét đủ lên áo kiểu nè. 32 cho chị Đào Kiều nè. 32 em hết nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. Caro này em còn được 1,2 mét mấy chị. Chắc lụa giấy bao nhẹ cho mấy chị luôn. 1,2 mét chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em mã 20. 20 ngàn caro mấy chị. 20 ngàn lên áo sơ mi kiểu, không thì lên chân váy mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 1,2 mét mấy chị. 20 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 20 ngàn 1,2 mét. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nè. 20 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20 ngàn giùm em. Em có mảnh von theo nè mấy chị. Von theo họa tiết giùm em nha. Von theo họa tiết. Von theo họa tiết này em còn được 2 mét nha. 2 mét von họa tiết mấy chị ơi, theo giùm em. Chắc theo nha. Chắc von theo nha mấy chị. Von theo cho mấy chị em còn được 2 mét nè. 2 mét này là 67 ngàn. Lấy theo thì chút lấy giùm em mã 67. 67 ngàn theo giùm em nha. Lấy theo thì chút lấy giùm em mã 67 mấy chị. 67 ngàn. Theo họa tiết nha, 67 ngàn giùm em. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 67 mấy chị. 67 ngàn 2 mét. Em chào chị Mai Chi nha. 67 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 67 mấy chị. 67 ngàn giùm em. 67 cho chị Đông Thu nè. Em có mảnh mango họa tiết nè mấy chị ơi. Mango họa tiết giùm em nha. Mango họa tiết này chắc mango loại 1 mấy chị. Rất là dày dặn cho mấy chị luôn. Mango họa tiết nha. Mango họa tiết này em còn được 2,5 mét mấy chị. 2,5 mét chắc mango rất là đẹp luôn. Dày dặn cho mấy chị nè. 2,5 mét. Ai lấy mango thì chốt nó giùm em lên đồ bộ váy đầm nha. 2,5 mét này là 55 ngàn mấy chị. 2,5 mét 55 ngàn. Chắc mango loại 1 nó hơi dày dặn, nhưng mà lên đồ rất là giá trị luôn mấy chị ơi. 2,5 mét mà 55 ngàn mấy chị. 2,5 mét 55 ngàn nè. 55 cho chị Lệ Đặng nè. Em còn mảnh lụa họa tiết nha. Mango 55. Hình như cái này em còn kiếm nó mảnh nhỏ. 55 đó em còn.
còn mảnh nhỏ hơn á chị Mai Chi ơi, chị muốn lấy không để em kiếm cho chị, em còn cái mảnh nó nhỏ hơn á. Sao nhìn người chút vậy? Lấy cái mảnh nó vô. Em còn mảnh lụa họa tiết với chị. Lụa họa tiết giúp em nhan 2 mét nè, chắc 100D co giãn cho chị, hình như mới like á. Ừ. 2 mét họa tiết này là 40.000 mấy chị, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 40 nha. 40.000 họa tiết nha mấy chị, 40.000 họa tiết này, lấy thì chốt lên giùm em mã 40 chắc co giãn cho mấy chị luôn. Cái mango này em còn được một mảnh nhỏ nè mấy chị, em còn được một mảnh nhỏ thôi nha. 55 rồi em hết nhưng mà em còn được một mảnh nhỏ nè. Mảnh nhỏ này em còn được 1m4 mấy chị. Mango này em còn được 1m4 nha. Chị nào mà lấy thì chốt lên giùm em thôi nha. Em còn được 1m4 thôi. Rồi em lên mã cho mấy chị, chốt cho nó công bằng nha mấy chị ơi. 1m4 này là 27.000 mấy chị. 27.000 mấy chị chốt mã lên cho nó công bằng nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 27 1m4 nha. 40 cho chị Đào Kiều này, cái gì còn không? Này. Để em coi thử 40 còn không, để em bỏ cho chị nha chị Đông Thu. 27 cho chị Mai Chi nè. Để em coi thử 40 đó còn không, em để em bỏ cho chị nha. 27 em hết nhưng mà chị chọn mảnh khác cho em. Em còn mảnh á, von phối nhũ đi mấy chị. Von phối nhũ giùm em nha. Von phối nhũ mấy chị. Lên áo dài cực sang cho mấy chị luôn. Lót lên áo dài váy đầm nha, em còn được 3 mét mấy chị. 3 mét von phối nhũ nè. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em nha, phối nhũ mấy chị. Cái này phối nhũ lên áo dài bao sang cho mấy chị này, em còn được 3 mét nha. 3 mét này là 45.000 mấy chị, 3 mét 45.000, lấy von thì chốt lên giùm em mã 45 nha. Von phối nhũ mấy chị 45.000 3 mét. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45 mấy chị, 45.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45, phải thôi. 45.000 phối nhũ nha mấy chị ơi, 45.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45. 45 cho chị Lê Thị Quý nè. Em còn mảnh họa tiết nè mấy chị. Họa tiết giùm em nha, cái này là chắc đuổi mấy chị ơi, họa tiết chắc lụa đuổi giùm em nè. 45 em hết nha chị à, trăm bích. Em hết nha mấy chị ơi, 45 em hết rồi, mấy chị chọn mảnh khác giùm em. Mảnh đó em chỉ có một mảnh thôi à. Em còn mảnh lụa đuổi nha mấy chị. Lụa đuổi cái này là họa tiết giùm em nha. Lụa đuổi họa tiết nè. Chắc nó hơi dày dặn nhưng mà lên đồ rất là giá trị luôn mấy chị. Cái này em còn được 4 mét nha. 4 mét họa tiết chắc lụa đuổi mấy chị co giãn cho mấy chị luôn nè. Co giãn mạnh luôn nha. Ai lấy lụa đuổi thì chốt lên giùm em, không thì chia nha mấy chị ơi. Em còn được 4 mét. 4 mét họa tiết này là 97.000 mấy chị. 97.000 4 mét. Ai lấy thì chốt không thì chia nha. 97.000. Chắc lụa đuổi nó hơi dày dặn nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 97 mấy chị. 97.000 4 mét giùm em nha. Lấy hết thì chốt không thì chia nè. 9 mét luôn. 97.000 4 mét nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 97 nè. 97.000 4 mét giùm em nha. Lấy hết thì chốt không thì chia. Em còn mảnh theo nè mấy chị. Von theo giùm em nha. Von theo nha mấy chị. Von theo màu kem. Cái này em còn được 2 mét rưỡi nè. 2 mét rưỡi von theo màu kem nha. Ai lấy von theo thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Theo nè. 2 mét von theo. Theo này nó khổ nhỏ nha mấy chị ơi. Khổ nhỏ 1m2 nha. Khổ nhỏ chứ không phải là mắc khổ nha mấy chị. Dài 2 mét rưỡi, khổ 1m2 nha. Chị nào mà lấy canh mây lên áo kiểu váy đầm thì chốt lên giùm em nè. 43.000 mấy chị. 43.000 theo. Von theo 43.000. Ai lấy theo thì chốt lên giùm em mã 43. 43.000 2 mét rưỡi nha. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 43 mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm không thì để phối tay phối viền nha. 43.000. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 43. 43.000 theo giùm em nha. Em coi một mảnh mango họa tiết nè mấy chị. Mango họa tiết đủ màu. Này chị nào mà chưa chốt được thì chốt lại giùm em với nha. Em còn được một mảnh nè. Một mảnh này em còn được 2 mét mấy chị ơi, 2 mét mango họa tiết nè. 2 mét mango họa tiết đủ màu nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em. 2 mét này là 41.000 mấy chị. Chắc mango loại 1 dày nhặn cho mấy chị luôn. 41.000. Để lên trần chốt trần. Lấy thì chốt lên giùm em mã 41. Hồi nãy hình như chị lên trần chốt cái này đúng không? Chị muốn lấy thì chốt lại giùm em mã 41 nha. Hồi nãy em có 1 mảnh nhưng bây giờ em lòi ra một mảnh nữa nè. 41.000 mấy chị. 41.000 2 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 giùm em nha. 41.000 mấy chị. Chắc mango rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 41. Em còn mảnh super kho nè mấy chị. Super kho giùm em nha. Super kho này em còn được 1 mét rưỡi nè.
1 mét rưỡi super khoai mới chị. Super khoai giùm em hoa rất là đẹp luôn nha. Ai lấy super khoai thì chốt lên giùm em nè. 29.000 mới chị. 29.000 super khoai giùm em đây. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 29. 29.000 1 mét rưỡi nè, lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29 mới chị. 29.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29.000 giùm em nha. 29.000. 29 cho chị Linh Trần nè. Hồi nãy chị chốt cái này mà chị chốt chặt á, chị có muốn lấy không chị ơi? Cái này hồi nãy em chốt cho chị mà bị chặt á. Nãy em có 1,5 mét nhưng mà cái này 2 mét lận chị, 2 mét đủ lên may đồ nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 41 nha chị Linh Trần ơi. Em còn mảnh von nhí tím nè mấy chị. Von nhí tím giùm em nha. Von nhí mấy chị, von nhí giùm em lóc lên áo kiểu váy đầm này. Von nhí thì em còn được 1,5 mét nha. 1,5 mét von nhí nha mấy chị. 1,5 mét von nhí lóc lên áo kiểu váy đầm giùm em. Màu nó hơi nhã nhưng mà lên đồ rất là đẹp mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em nha, 1,5 mét. 1,5 mét này là 22.000 mấy chị. 22.000 1,5 mét nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 nhí nha mấy chị ơi, 22.000 nè. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị. 22.000. Em còn mảnh họa tiết nha mấy chị ơi. Cái này là vàng giùm em nha. Lụa vàng này em còn được 1,4 mét nha mấy chị. 1,4 mét vàng nè. Chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn vàng nha. 1,4 mét chị nào mà nhỏ con á, đủ canh may lên một bộ đồ đùa nha. Không thì mấy chị lên áo sơ mi kiểu giùm em. 1,4 mét này là 27.000 mấy chị. 27.000 1,4 mét nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nè. 27.000 giùm em nha. Lấy vàng thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 1,4 mét mấy chị ơi, 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em nha, 27.000. Em còn mảnh hoa đen nè mấy chị ơi, hoa nhí đen nha. Hoa nhí đen mấy chị, hoa nhí đen giùm em chắc lụa giấy nha. Ai lấy nhí đen thì chốt lên giùm em. Lụa giấy lên đồ bộ váy đầm nè. Này em còn được 3,2 mét mấy chị. 3,2 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha. Nhí đen giùm em 3,2 mét. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em 3,2 mét nha. 3,2 mét là 56.000 mấy chị. 56.000 3,2 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha. 56.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 mấy chị, 56.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha mấy chị, 56.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 giùm em. Em còn mảnh von nè mấy chị, von chữ giùm em nha. Von chữ màu hồng mấy chị. Von chữ màu hồng cánh sen nha. Em còn được 2 mét nè. 2 mét von chữ mấy chị, lót lên áo dài váy đầm giùm em nha. Von chữ von tinh phong mấy chị. Von tinh phong chất rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giùm em 2 mét von nha. 2 mét von này là 30.000. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 von giùm em nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 giùm em nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000. Em còn mảnh beo nè mấy chị. Beo nha. Beo chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em nha. Beo này em còn được 2,5 mét nè. 2,5 mét beo chắc co giãn cho mấy chị lên đồ bộ váy đầm nha. Beo giùm em mấy chị. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em nha. 2,5 mét này là 44.000. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 beo giùm em nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị, 44.000. 56 cho chị Đào Kiều nè. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 44 nha. 44 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh hoa cam nè mấy chị ơi, xốp nha. Xốp hoa cam giùm em nha. Xốp hoa cam mấy chị, xốp xốp giùm em nha. Hoa cam rất là dễ thương luôn mấy chị. Hoa cam lên đồ rất là dễ thương luôn nha. Xốp này em còn được 1,1 mét mấy chị. 1,1 mét xốp hoa cam giùm em nha. Hoa nhí cam mấy chị. Em còn được 1,1 mét nè. 1,1 mét này là 26.000. Lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 xốp nha mấy chị. 26.000 lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 26 nha. 26 mấy chị, hoa nhí rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 giùm em nha. Lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. 26.000. 26 cho chị Nhã Lam nha. Em còn mảnh von cát nè mấy chị. Von cát kho hồng giùm em nha. Von cát kho hồng.
Vâng, các này mấy chị à, lên áo kiểu không cần lót, nhưng mà lên áo dài váy nằm đều phải lót giùm em nha. Tại nó cũng là von mấy chị, nó cũng là von nha. Em còn được 4,5 m nè. 4,5 m von hoa nha mấy chị ơi, von hoa giùm em. 4,5 m lấy hết thì chốt, không thì chia. Hoa này siêu to nha mấy chị ơi. Siêu to giùm em. 4,5 m. 4,5 m này là 78.000 mấy chị, 78.000. 4,5 m ai lấy hết thì chốt, không thì chia nha. 78.000. Ai lấy von cát thì chốt nó giùm em mã 78 mấy chị. Em chào chị Út Lê nha. 78.000, 4,5 m lấy hết thì chốt, không thì kèm mé lên giùm em nè. 78.000 nha. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 78 mấy chị. 78.000 nè. Lấy thì chốt nó giùm em mã 78 nha. Em còn mảnh lụa họa tiết nha mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này em còn được 1,1 m đủ lên áo kiểu nè. 1,1 m đủ lên áo kiểu chắc co giãn mạnh cho mấy chị nè. 78 với chị Nhã Lam. 1,1 m ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 áo nha mấy chị. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22 nè. 22.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị. 22.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. Cho chị Bích Phương Nguyễn Thị nè. Em còn mảnh lụa loan nè mấy chị. Lụa loan đủ màu giùm em nha. Lụa loan đủ màu, cái này là chắc 100D mấy chị, 100D loại 1 nó mức như là mango luôn mấy chị ơi. Em còn được 2,5 m. Chắc đẹp giống như là mango nha, chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn. Em còn được 2,5 m nè. 2,5 m. 2,5 m này là 39.000 mấy chị. 2,5 m 39.000. Ai lấy thì chốt cho giùm em mã 39. Chắc đẹp như là mango luôn nha. 39.000 giùm em, lấy thì chốt nó giùm em mã 39 mấy chị. 39.000 2,5 m lấy thì chốt nó giùm em mã 39 nha. 39.000 giùm em. Lấy thì chốt nó giùm em mã 39 mấy chị. 39.000 nè. Em còn mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa may đồ cho bé mấy chị. 39 cho chị lên chân nè. Lụa hoa này may đồ cho bé giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 3,5 m mấy chị. 3,5 m lụa hoa nhân may đồ cho bé chắc co giãn nè. 3,5 m nhân lấy hết thì chốt, không thì chia. Lên đồ vậy, đồ bộ váy nằm cho bé đều rất là xinh luôn nha. Hoa may đồ cho bé mấy chị. 3,5 m chị nào mà có bé thì chốt về canh may đồ cho bé nha. 3,5 m lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 3,5 m 72.000. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 72 nha. 72.000 hoa mấy chị. 72.000 nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 72.000. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 72. 72.000 hoa mấy chị ơi, 72.000. Em còn mảnh mango hoa đen nè mấy chị ơi, mango, chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. 72 cho chị Nhã Lam nè. Chắc mango này em còn được 3 m nha. 3 m mango hoa đen mấy chị, 3 m. Chắc mango loại 1 nó dày dặn nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn nha. Chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. 3 m này là 46.000, ai lấy mango hoa thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000 mango mấy chị, mango lên một cái đầm siêu sang cho mấy chị luôn. 46.000 3 m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46 nha. 46.000 giùm em mấy chị, 46.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000 giùm em nha mấy chị ơi, mango 46. 46 cho chị lên trần nè. Tối chị có mảnh rồi chị lên trần. Chị Linh Trần ơi, hồi tối chị có một mảnh 2 m rồi ạ, chị muốn lấy thêm không? Hồi tối chị có một mảnh 2 m rồi ạ. Lấy thêm thì ghi là thêm giùm em nha. Còn không là ghi không lấy nha chị ơi. Thêm thì ghi thêm, mà không thì ghi là không giùm em. Em còn mảnh lụa đủ màu nè mấy chị. Lụa sọc đủ màu nha. Sọc đủ màu này em còn được 1,1 m nè. 1,1 m chắc co giãn giùm chị luôn. Lên áo sơ mi kiểu, không thì lên một cái quần ống suông ống rộng nha. Em còn được 1,1 m. 1,1 m này là 21.000, ai lấy sọc đủ màu thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 sọc đủ màu nha mấy chị, 21.000. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 giùm em nha, lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 21 này mấy chị, 21.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 21 nha. Em còn mảnh satin họa tiết nha mấy chị. Satin họa tiết giùm em nha, satin họa tiết này em còn được 2 m. Chắc satin mềm rũ cho mấy chị luôn, lên đồ pyjama đùi váy đầm. 21 cho chị Quỳnh Giao này. Chị Linh Trần ơi, chị có lấy không? Lấy thì ghi là thêm, không thì ghi không lấy giùm em với nha. Để em biết điều em bỏ cho chị đó chị. 35.000 2 m mấy chị, 35.000 2 m satin nè. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã. Bao nhiêu rồi? 35 hả? 35.000 2 m nha mấy chị, 35.000. Lấy họa tiết satin thì chốt lên giùm em mã 35 mấy chị.
Satin 35.000 Satin nha. Lấy satin thì chốt lên giùm em mã 35. 35.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 35 mấy chị. 35.000. Phải bỏ vậy. Em còn mảnh xốp nhí nha mấy chị. Xốp nhí màu xanh giùm em nha. Xốp nhí màu xanh nè. Nhí màu xanh nha mấy chị. Nhí màu xanh này em còn đủ lên đồ mấy chị ơi. Em còn được 1m7 nha. 1m7 đủ lên đồ giùm em. 1m7 đủ lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy xốp nhí thì chốt lên giùm em với nha. 1m7. 1m7 đây là 37.000. Ai lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 xốp giùm em nha. Lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 37 mấy chị. 37.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 giùm em nha. Lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 37 mấy chị. 37.000 giùm em nè. 37 cho chị Nhã Lam nè. Em còn mảnh beo nè mấy chị. Beo. Beo này em còn được 2,5m nha. Beo 2,5m lụa Hàng Châu mấy chị. Beo giùm em. Lụa Hàng Châu chắc rất là đẹp luôn nha. 2,5m ai lấy beo thì chốt lên giùm em nè. Lên đồ bộ váy đầm. Beo 53.000 mấy chị. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 53. 53.000 beo giùm em nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 53 mấy chị. 53.000 lấy beo thì chốt lên giùm em mã 53 nha. 53.000 giùm em nha mấy chị ơi. 53.000. Em còn mảnh mango sọc nè mấy chị. Mango sọc màu xanh giùm em nha. Chắc mango mấy chị. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. 53 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn được 3,2m nha. 3,2m mango sọc mấy chị. Chị nào lấy mango thì chốt lên giùm em nha. 3,2m lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. 3,2m. 3,2m 61.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 61. 61.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha mấy chị. 61.000 nè. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 61. 61.000 giùm em nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 61 mấy chị. Mango rất là đẹp luôn nha. 61.000. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. 61 cho chị Nhã Lam nè. Von hoa nha. Von hoa này em còn được 1,8m. 1,8m von hoa mấy chị. Hoa đủ mọc sặc sỡ cho mấy chị luôn. Hoa rất là sặc sỡ luôn nha. Canh lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha mấy chị. Em còn được 1,8m nè. 1,8m 25.000. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 von giùm em mấy chị ơi. Von đủ màu. Von hoa sặc sỡ mấy chị luôn nè. 25.000 1,8m nha. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 25 nha mấy chị ơi. 25.000. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 25 nha. Satin mấy chị ơi. Satin họa tiết giùm em nè. Satin họa tiết này em còn được 2,5m nha. 2,5m chất satin mềm rũ cho mấy chị nè. Lên đồ rất là mát luôn. Em còn được 2,5m nha. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em. 2,5m đây là 41.000. Lấy satin thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 satin giùm em nha. Lấy satin thì chốt lên giùm em mã 41 mấy chị. 41.000. Satin chắc là mát. Rất là mát luôn mấy chị. Mát mềm rũ cho mấy chị nha. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em. Em còn mảnh lanh theo nè mấy chị. Lanh theo giùm em nha. Lanh theo hoa nha mấy chị. Chắc lanh hai da theo hoa cho mấy chị nè. Chắc lanh rất là mát luôn. Lên đồ cho mẹ cho bé đều được nha. Em còn mảnh lanh này màu hồng cam mấy chị. Hồng cam giùm em nha. Cái này em còn được 4,5m mấy chị. 4,5m lanh giùm em nha. Chắc lanh rất là mát luôn. 4,5m lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em nè. 4,5m. 4,5m này là 83.000 mấy chị. Ai lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 83. 83.000 lanh giùm em nha. Lanh theo hoa mấy chị. Lanh theo hoa giùm em 83.000. Lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 83 nha. 83.000 giùm em. Lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 83 mấy chị. 83.000. Em còn mảnh von nhí nè mấy chị. Von nhí giùm em nha. Von nhí này em còn đủ áo thôi nha mấy chị. Von nhí này em còn đủ áo nè. Von nhí này em còn được 1,3m đủ áo nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. 1,3m mấy chị. Lanh nhí nha. 83 chia cho chị Quỳnh Giao nè. 1,3m này là 22.000 mấy chị. 22.000 von mấy chị ơi. 22.000 von. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 von nhí xanh mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nè. 22.000 giùm em nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị nè. 22.000 nha mấy chị. Em còn mảnh lụa bi nè mấy chị. Em còn mảnh lụa bi nha. Đây luôn rồi. Chị 40. Cái này em còn được 1,2m mấy chị.
1 mét 2 lụa B dùm em nha. Chắc co giãn nhẹ lụa 4. Lụa 175B, 75D mấy chị ơi, lụa 75D dùm em. Lâu quá không nhớ nó tầm 100D luôn. 20.000 mấy chị. 20.000 1 mét 2 nha. Lấy bi thì chốt nó dùm em mã 20 mấy chị. Lên áo sơ mi kiểu dùm em nha, 20.000. Lấy bi màu xanh chai mấy chị, bi màu xanh chai dùm em nha. Lấy thì chốt nó dùm em mã 20 nè, 20.000 1 mét 2 nha. Chia đôi lan em còn một nửa cho chị anh Tuyết nè, Tuyết Ánh chứ. Lan em chia một nửa cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh von họa tiết nè mấy chị. Von họa tiết nha, em còn được 1m4 mấy chị. 1m4 họa tiết giùm em nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Von chứ. Von họa tiết giùm em nha. Von họa tiết 21.000 mấy chị. 21.000 họa tiết giùm em 1m4. Lót lên áo kiểu mấy chị. 1m4 lót lên áo kiểu giùm em. Rất là đẹp luôn mấy chị. Sạch sỡ đủ màu nha. 21.000 ai lấy von thì chút lên giùm em mã 21. 21.000 von giùm em nha. Lấy von thì chút lên giùm em mã 21 nè. 21.000 mấy chị, 21.000. Em còn mảnh nó mango hoa đỏ nè mấy chị. Mango hoa đỏ giùm em nha. Mango này em còn đủ áo nha mấy chị. Em còn được 1m3 đủ áo á. 1m3 chắc mango rất là đẹp luôn mấy chị. 1m3 hoa đỏ nha. Màu sạch sỡ cho mấy chị luôn. 1m3 chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lấy giùm em nha. 1m3 23.000 mấy chị. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 mango mấy chị ơi. 23.000 lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. 23.000 mango 1m3 mấy chị. 23.000. 23 cho chị Lệ Đặng nè. 23 em hết nhưng mấy chị chọn mảnh khác giùm em. Em còn mảnh lụa bi nè mấy chị. Lụa bi nhí mấy chị ơi, lụa bi nhí giùm em. Lụa bi nhí này em còn được 1m5 nè. Chắc co giãn cho mấy chị nhan lên đồ cho bà cho mẹ đều được nhan bi nhí mấy chị. Chắc 100D nhan co giãn cho mấy chị. 1m5 này là 27.000 mấy chị. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 27. 27.000 bi nha. Lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 27 mấy chị. Bi lên đồ rất là đẹp luôn nè, 27.000. Lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 27 nha. 27.000 bi giùm em. Em còn mảnh lụa lá nè mấy chị. Lá đủ màu giùm em nè. Lá đủ màu này em còn được 2m nha. 2m lá đủ màu chắc co giãn cho mấy chị nè. Chắc 100D co giãn nha. Lá đủ màu rất là đẹp luôn mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em. Em còn được 2m nè. 2m này là 34.000 mấy chị. 34.000 2m. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 lá nha mấy chị. 34.000 lá nè. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 giùm em nhân 34.000. Em còn mảnh von loan nè mấy chị. Von loan giùm em nha. Von loan cái này là chi ô nha mấy chị ơi. Cái đường này là chi ô chứ không phải là lỗ nha chị ơi. Lấy loan thì chốt lên giùm em. Loan này em còn được 2m luôn nè. 2m loan nha. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. 2m. Ai lấy loan thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 loan giùm mấy chị. 22.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. Em chào chị Trần Kim Anh nè. Loan 22.000 mấy chị. Lấy loan thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 loan giùm em. Mango hoa nữa nè mấy chị. Mango hoa nha. Ai lấy mango hoa thì chốt lên giùm em. Mango hoa này mấy chị lên đồ cho mẹ cho bé đều được nha. Mango hoa. Mango rất là đẹp luôn mấy chị. Chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. Em còn đường à. 3m5 mấy chị. 3m5 chắc mango nhân lấy hết thì chốt không thì chia nè. 3m5. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em nha. 3m5. 3m5 này là 57.000 mấy chị. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 57. 57.000 mango mấy chị ơi, mango giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 57. 57.000 3m5 lấy hết thì chốt không thì chia nha. 57.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 57 nha mấy chị. 57.000 giùm em. 57 cho chị Bích Phương Nguyễn Thị nè. Chị Trần Kim Anh ơi, chị chưa đủ đơn á, chị chọn thêm cho đủ đơn giùm em với nha. Chọn thêm đi chị ơi. Em còn mảnh von lụa nè mấy chị. Von lụa nhí xanh nha. Von lụa nhí xanh này em còn được 1m mấy chị. 1m đủ canh may lên áo kiểu nha. 57 em hết nha chị. Nhà Lam chọn mảnh khác giùm em. 1m này là 18.000. Ai lấy von lụa thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 18.000 đủ áo mấy chị. 18.000 đủ áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nha. Hoa rất là đẹp luôn nha. 18.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18.
18 nha giùm em nha. 18 cho chị Tuyết Ánh này. Em còn mảnh mango đốm nè mấy chị. Mango đốm màu ghi nha. Mango đốm này em còn được 3 mét luôn nè. 3 mét mango mấy chị ơi, mango đốm màu ghi giùm em. 18 em hết nha chị, Quỳnh Giao chọn mảnh khác giùm em với nè. 51 ngàn mấy chị. 51 ngàn 3 mét nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 51. 51 ngàn giùm em. Chắc mango rất là đẹp mấy chị, 51 ngàn. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 51 nha. 51 ngàn 3 mét mấy chị. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 51. 51 ngàn giùm em nha, 51 ngàn. Em còn mảnh lanh nhí nha mấy chị. Lanh nhí giùm em nha. Lanh nhí vàng. Lên đồ cha mẹ cho bé, cho mẹ cho bé đều được nha. Em còn được 1m3 mấy chị. 1m3 đủ lên áo kiểu cho mẹ, không thì lên đầm cho bé nha. Lanh nhí màu vàng mấy chị rất là xinh luôn nha. Lên đồ cho bé rất là xinh luôn mấy chị. 1m3 nè. Chắc lanh rất là mát luôn mấy chị. 1m3 31 ngàn mấy chị ơi. 1m3 31 ngàn. Ai lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 31 nha. Lanh nhí siêu xinh cho mấy chị luôn, 31 ngàn. Lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 31 mấy chị. 31 ngàn lanh giùm em. Lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 31 nha. 31 ngàn giùm em nha mấy chị, 31 ngàn. Em còn mảnh thổ cẩm nha mấy chị. 31 cho chị Quỳnh Giao nè, thổ cẩm nha. Thổ cẩm chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nè. Thổ cẩm này em còn được 2,5 m. 2,5 m thổ cẩm chắc co giãn nha. Lên đồ pyjama đùi váy đầm lên cùng ống suông ống rộng áo sơ mi kiểu đều được nha mấy chị. Nào nó cũng được hết á. 43 ngàn mấy chị, 43 ngàn 2,5 m nha. Lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 43. 43 ngàn 2,5 m lấy thì chốt lên giùm em mã 43 nè. 43 ngàn giùm em nha. Ai lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 43 mấy chị, 43 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 43. Em có mảnh von nhí nè mấy chị. Von nhí giùm em nha. Von nhí này em còn được 1,1 m đủ lên áo kiểu. 1,1 m đủ lên áo kiểu nha. Chị nào mà canh may lên áo kiểu thì chốt lên giùm em 43 cho chị Nhã Lam nè. 1,1 m này là 16 ngàn mấy chị. 16 ngàn đủ áo nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16. 16 ngàn áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16 mấy chị. 16 ngàn. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16 nha. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. 16 cho chị Quỳnh Giao nè. Lụa lá này em còn được 1,1 m luôn. Chắc co giãn cho mấy chị nè. Lá đủ màu nha. Lá đủ màu rất là đẹp mấy chị. Chắc 100D nha. Co giãn cho mấy chị 1,1 m. 1,1 m 21 ngàn mấy chị. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 21 nè. 21 ngàn lá giùm em nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 21 mấy chị. 21 ngàn. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 21 nha. 21 ngàn giùm em mấy chị. 21 ngàn. Em còn mạnh gắm nha mấy chị. Gắm hoa ẩm giùm em nha. Gắm hoa ẩn mấy chị. Gắm này em còn được 1,4 m nha. 1,4 m gắm mấy chị ơi. Gắm hoa nó ẩn cho mấy chị nha. Còn mẫu đẹp mà nhỏ dạ. Cái kiểu nó dạ chị. Cái nào mà nó to thì nó cũng không đẹp, mà nó càng nhỏ thì nó lại càng đẹp. 23 ngàn mấy chị ơi. 23 ngàn gắm nha. Lấy gắm thì chốt lên giùm em mã 23. Lên áo sơ mi kiểu giùm em 23 ngàn. Lấy gắm thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23 ngàn mấy chị. 23 ngàn giùm em. Lấy gắm thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh súp bọt hoa xanh nè mấy chị. Súp bọt hoa xanh giùm em nha. Hoa màu xanh đậm mấy chị ơi. Xanh này là xanh đậm giùm em nha. Súp bọt hoa. Súp bọt hoa xanh này em còn được 1,7 m nha. 1,7 m súp bọt hoa mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị thấy không. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Em còn được 1,7 m. Đủ lên đồ đùi váy đầm mấy chị. Đủ lên đồ đùi váy đầm nha. 30 ngàn. 1,7 m 30 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn hoa mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha. 30 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn hoa giùm em nha. 30 cho chị 7 nè. Em còn mảnh von bi màu hồng mấy chị. Bi nhí màu hồng giùm em nha. 30 em hết nha chị. Tuyết Ánh chọn mảnh khác giùm em. Bi nhí này em còn được 2m nha chị. 2m bi nhí màu hồng nha. Nó lên áo kiểu váy đầm giùm em. Lên đồ cho mẹ cho bé đều được nè. Bi nhí màu hồng mấy chị. Màu hồng giùm em lót lên áo kiểu váy đầm nè. 2m. 2m này là 23 ngàn mấy chị. 2m 23 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 23 ngàn nhí giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 23 mấy chị. 23 ngàn. 23 ngàn bi nhí giùm em nha. Lấy chốt lên giùm em mã 23 mấy chị. 23 ngàn giùm em nha.
Bạn nhí thì chú có giùm em mã 23. Em còn mảnh hoa này mấy chị, lụa hoa nha. Lụa hoa này là hoa đủ màu giùm em, chi ô cho mấy chị nè. Hoa này là chất lụa giấy mấy chị, lụa giấy giùm em. Hoa này em còn được 3 mét mấy chị. 3 mét hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em lên một cái đầm xòe mấy chị, lên một cái đầm xòe bao đẹp cho mấy chị luôn, 2 mét, 3 mét chứ. 3 mét thì là 47.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47. 47.000 3 mét giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47 mấy chị. Hoa đủ màu cho mấy chị luôn, 47.000 lên một cái đầm xòe nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47. 47.000 hoa nha mấy chị, 47.000. Em còn mảnh lụa chăn nè mấy chị. Lụa chăn hai đầu nha. Lụa chăn hai đầu cho mấy chị luôn, chắc 100D nha. Chăn hai đầu này em còn đủ áo thôi mấy chị. Chăn hai đầu này em còn được 1m2 đủ áo nha. 1m2 đủ áo chắc co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha, 1m2. 1m2 22.000, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 1m2 mấy chị, 22.000 nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 hoa chăn mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nè. 22.000 giùm em. 22 cho chị Lệ Đặng nè. Em còn mảnh von nhí vàng nè mấy chị. Von nhí vàng giùm em nha. Von nhí vàng này em còn được 1m2 luôn mấy chị. 1m2 đủ lên áo kiểu nha. Nhí mấy chị. Nhí màu vàng rất là xinh luôn nha. Lót lên áo kiểu giùm em. Ai thích màu vàng thì chốt lên giùm em nha, 16.000 mấy chị. 1m2 mà chỉ có 16.000 thôi nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 16 mấy chị. Lót lên áo kỹ giùm em 16.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 nhí giùm em nha, 16.000. Em có mảnh lụa giấy nè mấy chị. Lụa giấy giùm em nha, em còn được 1m đủ lên áo kiểu. Họa tiết nha mấy chị ơi. Họa tiết chất lụa giấy giùm em 16 cho chị Nhã Lam nè. Họa tiết này là 20.000 mấy chị. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 họa tiết giùm em nhăn, lên một cái sơ mi kiểu, không thì lên một cái chân váy nha. 20.000 1m nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nè. 20.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 giùm em nhăn. Em có mảnh von ép nhung nè mấy chị. Von ép nhung giùm em nha. Ai lấy von ép nhung thì chốt nó giùm em lên lót lên áo kiểu váy đầm mấy chị. Cái này em còn được 2 mét nha. 2 mét von ép nhung mấy chị. Ép nhung giùm em nha. 2 mét. Ai lấy von thì chốt nó giùm em nha. 2 mét thì là 22.000 mấy chị. Ai lấy 2 nhung thì chốt nó giùm em mã 22. 22.000 ép nhung giùm em, lấy thì chốt nó giùm em mã 22 mấy chị. Hoa rất là đẹp lúc này, 22.000. Von lên đồ là phải lót giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị. 22.000 giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22 cho chị Quỳnh Giao nè, em có mảnh lụa hoa đỏ đi mấy chị. Lụa hoa đỏ nha. Lụa hoa đỏ này em còn được 1m2 đủ lên áo kiểu nè. Chắc co giãn cho mấy chị luôn nè. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Hoa màu rất là xinh luôn nha. Lên áo kiểu mấy chị ơi, lên áo kiểu giùm em. 1m2. Chị nằm vào canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 lên áo kiểu mấy chị, 21.000 nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21 nha. Hoa rất là đẹp luôn, 21.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21 mấy chị. 21.000 hoa nha, hoa sặc sỡ cho mấy chị luôn, 21.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21. Đẹp lắm đấy nha. Ở đây đi. 21 cho chị Nhã Lam này, em còn mảnh von tơ này mấy chị. Von tơ theo giùm em nha. Tơ này là tơ theo giùm em nha mấy chị ơi. Tơ theo màu hồng nhạt nha mấy chị ơi. Màu hồng nhạt lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Cái này em còn được 2m2 nha mấy chị. 2m2 tơ theo giùm em. 2m2 nha. Tơ theo mấy chị, lót lên áo kiểu váy đầm màu hồng nhạt. Màu rất là xinh luôn nha. 2m2. Ai lấy tơ theo thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị. 2m2 mà chỉ có 27.000 thôi nha. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 theo nha mấy chị ơi, 27.000. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em. 27 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh xốp nè mấy chị ơi, xốp nhí giùm em nha. Xốp. Xốp nhí xanh nha mấy chị, xốp nhí xanh. Xốp nhí xanh này em còn được 1m5 nè. 1m5 đủ lên đồ bộ váy đầm nha, không thì lên đồ cho bé mấy chị. 1m5. 1m5 này là 34.000 mấy chị.
Ai lấy nhí thì chúc nó giùm em mã 34 ngàn shop nha. Lấy shop thì chúc nó giùm em mã 34 mấy chị, 34 ngàn. Lấy thì chúc nó giùm em mã 34 ngàn shop nhí mấy chị, 34 ngàn. Lấy thì chúc nó giùm em mã 34 nha. Em còn mảnh von S thì mấy chị, von S giùm em nha. Von chữ có S hạt cho mấy chị luôn. Cái này em còn đủ áo thôi nha. Này cho kêu gì ta? Này có kêu gì kêu gì không? 1 mét đủ lên áo kiểu nha mấy chị. Von chữ có ép hạt cho mấy chị luôn nha. 1 mét đủ lên áo kiểu, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 13. 13 ngàn đủ áo mấy chị, 13 ngàn đủ áo nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 13 nha. 13 ngàn em còn được 1 mét nha mấy chị. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 13 nè. 13 ngàn giùm em nha. Em có mảnh hoa đỏ nha mấy chị. Lụa hoa chùm nha, cái này là chắc lụa giấy giùm em. Hoa chùm chắc lụa giấy. Cái này em còn được 1m6 mấy chị. 1m6 hoa chùm đỏ giùm em nha. Hoa đỏ mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn. 1m6 này là 23 ngàn mấy chị. 23 ngàn 1m6 nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23 ngàn giùm em nha. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. 23 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23 ngàn mấy chị ơi. 23 ngàn. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. 23 cho chị Tuyết Ánh nè. 23 em hết nhưng mà chị chọn mảnh khác giùm em. Lụa lá này em còn được 1m2 nha. 1m2 lá chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn nè. 1m2 nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chút lên giùm em Tuyết Ánh. 26 ngàn mấy chị. 1m2 26 ngàn đủ lên áo kiểu, không thì lên chân váy nha. Lá co giãn mạnh cho mấy chị luôn. 26 ngàn 1m2. Lấy lá thì chút lên giùm em mã 26. 26 ngàn nha mấy chị ơi, 26 ngàn. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 26. Em còn mảnh nhí đen nè mấy chị. Nhí đen nha. Von nhí đen này em còn được 1m7 mấy chị. 1m7 von nhí đen lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Nhí đen nha. 1m7 nha mấy chị. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em nè. Von lên đồ là phải lót giùm em nha. 1m7 này là 26 ngàn. Ai lấy von thì chốt 27 đi mấy chị ơi, lên 27 cho khỏi trùng mã nha. 1m7 27 ngàn, lấy von thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn giùm em nha mấy chị, nhí rất là đẹp luôn nè, 27 ngàn. Lấy von nhí thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27 ngàn von giùm em 27 ngàn. Em còn mảnh lụa hoa vàng nè mấy chị. Lụa hoa vàng nha. Lụa hoa vàng này em còn được 2 mét nè mấy chị. 2 mét lụa hoa vàng nhân lên một cái đầm ba xinh cho mấy chị luôn. Hoa rất là đẹp mấy chị. Hoa giống như là hoa 3D nha. Hoa rất là đẹp luôn. Em còn được 2 mét. 2 mét hoa vàng này là 26 ngàn mấy chị. 26 ngàn hoa vàng nha. Lấy hoa vàng thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn hoa vàng giùm em nha. Lấy hoa vàng thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. Chắc lụa giấy nhẹ cho mấy chị nha. 26 ngàn lên một cái đầm xòe mấy chị. 26 ngàn ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn hoa giùm em nha. 26 ngàn. Em còn mảnh von beo nè mấy chị. Von đốm beo nha. Đốm beo màu đỏ mấy chị ơi. Đốm beo màu đỏ này em còn được 1 mét. 1 mét đốm nha. Màu đỏ giùm em. Canh may đủ lên áo kiểu mấy chị. 26 cho chị Nhã Lam nè. 1 mét. 1 mét này là 15 ngàn mấy chị. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em mã 15. 15 ngàn beo nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 15 mấy chị. 15 ngàn. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 15. 15 ngàn beo nha mấy chị ơi. 15 ngàn. Cái. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 15. 15 ngàn giùm em. 15 ngàn. Em còn mảnh lụa hoa lá nha mấy chị. Lụa lá đủ màu giùm em nha. 15 cho chị Quỳnh Giao nè. 1m7 mấy chị. 1m7 lá đủ màu nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em. 1m7 lên một cái đầm xòe mấy chị. 1m7 33 ngàn. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 33. 33 ngàn 1m7 giùm em nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. 33 ngàn. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 33 nha. 33 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. 33 ngàn nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33 cho chị Linh Trần nè. Em còn mảnh dập ly nè mấy chị. Lụa dập ly hoa hồng đen giùm em nha. Lụa dập ly hoa hồng đen. Lụa dập ly này em còn được 2 mét nha mấy chị. 2
hai mét dập ly hoa nha, dập ly mấy chị lên áo kiểu lên đầm thiết kế rất là đẹp mấy chị, 2 mét nha, hoa đen mấy chị lên đồ bao sen cho mấy chị luôn, 2 mét này là 48.000 mấy chị, 2 mét 48.000, ai lấy dập ly thì chốt lấy giùm em mã 48 nha, 48.000 dập ly mấy chị, 48.000 dập ly này hoa rất đẹp nha, 48.000, 2 mét 48.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 48, hoa dập ly mấy chị rất là đẹp luôn nha, 48.000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 48, 48.000 dập ly giùm em nha, 48.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 48, 48.000 mấy chị, 48.000 giùm em. Em còn mảnh lụa lông vũ đi mấy chị, lụa lông vũ giùm em nha. Lụa lông vũ này em còn được 4 mét nè mấy chị, 4 mét linh trần, 4 mét lụa lông vũ chắc co dạng nha mấy chị nè, lông vũ nha, 4 mét kìa, 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha, 4 mét 61.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mạng 61, 61.000 4 mét nè nha, lấy thì chốt lên giùm em mạng 61 nè, 61.000 4 mét mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nè, 48 hả? 48 với chị ở Trinh Mai nè, chị lên số điện thoại giùm em nha chị ơi, lên số điện thoại giùm em. 48 với chị Trinh Mai nè, lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nha. Chia 1 mét rưỡi. Chia này đúng không chị ạ, Văn Kim ơi? Đúng thì ok giùm em nha. Đúng thì ok để em chia cho chị nè. Em còn lá đủ màu nè mấy chị, lá đủ màu giùm em nha. Chị Trinh Mai lên số điện thoại nha chị ơi, lên số điện thoại giùm em với. Lá đủ màu này em còn được 3 mét nha mấy chị, 3 mét lá đủ màu chắc co dạng cho mấy chị nè, lá đủ màu chấm 100D nha, co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với mấy chị lá nha. Lá này là 49.000, lấy lá thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000 lá nha. 49.000 lá 3 mét nè. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 49 mấy chị, 49.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi mấy chị. Chia đôi 1 mét rưỡi nha. Ok, em thấy số này chị chọn tầm 4 5 mảnh nữa cho đủ đơn nha chị ơi. Chọn thêm giùm em với. 49.000 3 mét chị ạ, Văn Kim ơi. Có đúng là chị cắt 1 mét 5 lông vũ này thì ok lại giùm em để em cắt nha. Chứ em hỏi mấy chị không trả lời là em đâu dám cắt cho mấy chị đâu. Trả lời giùm em với nha. Chị nào mà chưa đủ đơn thì cố gắng chọn cho đủ đơn nha chị ơi. Tối nay 7 giờ em còn like á. Tối nay là like cuối nha mấy chị, cho cố gắng chọn đủ đơn để ngày mai em chốt đơn luôn nha. Cố gắng chọn đủ đơn giùm em. Em còn mảnh lụa hoa dây nè mấy chị. Lụa hoa dây giùm em nha. Lụa hoa dây này em còn được 3 mét rưỡi mấy chị. 3 mét rưỡi lụa hoa dây nha. Chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn nè, hoa dây nha. Lên đồ bộ váy đầm mấy chị, lên đồ cho bé cũng rất là dễ thương luôn nha. 3 mét rưỡi không phải trả lời. 3 mét rưỡi 61.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 61. 61.000 hoa giùm em nha, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 61 mấy chị, 61.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 61. 61.000 hoa dây nha mấy chị, 61.000 hoa dây nè. Lên đồ cho mẹ cho bé đều được nha, 61.000 lấy hết thì chốt không thì chia nè. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 61. 61.000 hoa nha mấy chị ơi, 61.000 hoa. Em có mảnh lụa này mấy chị. Lụa bi nâu nha. Lụa bi nâu này em còn được 1 mét đủ áo. Lụa giấy nha mấy chị, lụa giấy 1 mét. 61 cho chị Quỳnh Giao nè. 1 mét chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 đủ áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 mấy chị, 18.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 mấy chị ơi, 18.000. 18 cho chị Nhã Lam nè. 18 cho chị Nhã Lam nè. Em còn mảnh von hoa xanh nè mấy chị. Von hoa xanh giùm em nha. Von hoa xanh lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Quanh hoa này em còn được 2 mét nha. 2 mét hoa xanh mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét này là 25.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 hoa nha.
Lấy hoa thì chúc lên giùm em mã 25 với chị. Hoa rất là đẹp luôn nha. Lấy hoa thì chúc lên giùm em mã 25 này. 25.000 hoa mấy chị ơi, 25.000. Lấy hoa thì chúc lên giùm em mã 25 nha. 25.000 giùm em. Em còn mảnh sắc đủ màu này mấy chị. Sắc đủ màu giùm em nha. Chắc 100D coi dạng cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm xếp vết đồ đùi cái gì cũng được luôn mấy chị. Sọc này rất là đẹp luôn nha. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em. Sọc này em còn được 3,5 m. Chắc co dạng cho mấy chị nè. 3,5 m chắc co dạng nha. 3,5 m lấy hết thì chốt không thì chia. Chắc 100D mấy chị. 100D co dạng cho mấy chị. 3,5 m lấy hết thì chốt không thì chia nha. 3,5 m này là 56.000. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 sọc đổ mò cho mấy chị. 56.000. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. 56.000. 56.000 lấy hết thì chốt không thì chia nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị. 56.000. Em còn mảnh von hoa nha. Von hoa chùm mấy chị. Von hoa chùm giùm em. Von hoa chùm này em còn được 1,4 m nha. 1,8 m chứ. 1,8 m mấy chị. 1,8 m von hoa chùm nha mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Ai lấy hoa thì chốt cho giùm em nè. Von lên đồ là phải lót giùm em nha mấy chị. 1,8 m 26.000. Ai lấy von thì chốt cho giùm em mã 26. 26.000 von nha. Von hoa rất là đẹp đúng mấy chị. 26.000. Ai lấy von thì chốt cho giùm em mã 26 nha. 26.000 hoa. Lấy hoa thì chốt cho giùm em mã 26. 26.000 mấy chị. Em còn mảnh satin hoa này mấy chị. Satin hỏa tí giùm em nha. Satin màu xanh chai mấy chị ơi, satin giùm em. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em với nha. Em còn được 2,5 m. 2,5 m satin mấy chị. Chắc mềm rũ mát cho mấy chị luôn nha. Lên đồ pyjama đùi 7 năm. Lên một cái đầm mấy chị. Bao sang cho mấy chị luôn nha. 2,5 m. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em nha. 2,5 m. 2,5 m này là 40.000. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 satin nha. Rất là đẹp mấy chị. 40.000 lấy satin thì chốt lên giùm em mã 40 nha. 40.000 satin giùm em. Lấy satin thì chốt lên giùm em mã 40 nè. Em còn mảnh sọc nè mấy chị. 40 cho chị Lê Thị Quý nè. Sọc này em còn được 1,5 m nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Sọc mấy chị ơi chắc rất là mướt luôn. Mướt như là mango nha. Chắc 100D loại 1 mấy chị. Nó mướt giống như là mango luôn á. 1,5 m này là 28.000. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 sọc giùm em nha. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28.000 sọc chắc co dạng như mấy chị luôn. 28.000. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 28.000 sọc mấy chị. 28.000. Em còn mảnh chăn mấy chị. Lụa chăn 2 đầu cho mấy chị luôn nha. Chăn 2 đầu chắc 100D co dạng như mấy chị luôn. Chăn 2 đầu này em còn được 1,2 m nha. 1,2 m đủ lên áo kiểu mấy chị. 1,2 m chắc co dạng như mấy chị nè. 1,2 m nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em. 1,2 m. 1,2 m là 20.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 1,2 m nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20 mấy chị. 20.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 20.000 giùm em nha mấy chị. 20.000. Em còn mảnh lụa lá nè mấy chị. Lụa lá giùm em nha. Chắc 100D co dạng cho mấy chị luôn. 20 cho chị Trinh Mai nè. Lụa lá này em còn được 2 m mấy chị. 2 m lụa lá nha. Chắc co dạng cho mấy chị nè. Co dạng mạnh luôn nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em 2 m nha mấy chị. 2 m này là 32.000. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 lá nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. 32.000. Lá rất là đẹp luôn nha. 32.000. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. 32.000 giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 lá mấy chị. 32.000. Em còn mảnh lụa đuổi nha mấy chị. Lụa đuổi trái tim nha mấy chị ơi. Lụa đuổi trái tim màu đỏ giùm em. Hình như bữa phải mong quý hỏi nha. Chị lụa đuổi trái tim này em còn được 3 m mấy chị. 3 m đuổi trái tim nha. Chắc nó hơi dày dặn nhưng mà lên rồ rất là đẹp đúng không chị. Đuổi trái tim giùm em nha. 3 m. Ai lấy đuổi thì chốt nó giùm em nè. 3 m 60.000 mấy chị. 3 m lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha. Chia được 1,5 m nha mấy chị ơi. Chia đôi 1,5 m nha. 60.000. Ai lấy đuổi thì chốt nó giùm em mã 60.
60 ngàn lấy hết thì chú không thì chia đôi em. Trời ơi, chia đôi 1 mét rưỡi. Ai lấy thì chú có giùm em mã 60 nè. 60 ngàn giùm em. Lấy thì chú có giùm em mã 60 nha. 60 cho chị Nhã Lam nè. Beo nè mấy chị. Beo chắc lụa giấy giùm em nha. Beo này em còn được 3m2. 3m2 beo mấy chị, chắc lụa giấy nhẹ giùm mấy chị. 3m2 lấy hết thì chú không thì chia. Lấy hết thì chú không thì chia đôi nha. 3m2. 3m2 này là 48 ngàn. A à, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 48. Trời ơi. 48 ngàn beo nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 48 mấy chị. 48 ngàn lấy hết thì chốt không thì chia đôi mấy chị ơi. 48 ngàn. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 48. 48 ngàn beo nha. Von hoa này mấy chị. Von hoa nha. Von hoa này em còn đủ áo. Em còn được 1m1 đủ lên áo kiểu này. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nha. Von hoa mấy chị. 1m1. 1m1 18 ngàn mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18. 18 ngàn hoa giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18 mấy chị. 18 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18. 18 ngàn hoa nha. 18 ngàn. Em còn mảnh satin nè mấy chị. Satin bi mấy chị ơi. Satin bi. Satin bi nhí giùm em. Chắc satin mềm rũ mát cho mấy chị luôn. Lên đồ pyjama váy đầm nha mấy chị. Bi này em còn được 3m rưỡi nha mấy chị ơi. Chắc mềm rũ cho mấy chị này. 3m rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia nha. Chắc satin rất là đẹp luôn mấy chị. 3m rưỡi. Ai lấy satin bi thì chốt lên giùm em với nha. Satin 3m rưỡi này là 66 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mà 66. 66 ngàn lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. 66 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mà 66. 66 ngàn satin nha. Lấy thì chốt không thì chia đôi mấy chị. 66 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mà 66. Em còn mảnh đốm nha. Đốm giùm em nè mấy chị. Đốm. Đốm màu xanh đậu nha mấy chị. Đốm màu xanh đậu chắc ha. Quan lụa giùm em nha. Em còn được 1m rưỡi. 1m rưỡi đủ lên đồ bộ váy đầm nha. Đốm mấy chị. Chắc quan lụa lên đồ rất là mát luôn nha. 66 cho chị Quỳnh Giao nè. 1m rưỡi 27 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn giùm em nha. Trên đây. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 67 mấy chị. 67 ngàn giùm em. Em có mảnh dập ly nè mấy chị. Dập ly hoa đen giùm em nha. Cái này nó giống như cái chắc hoa đen hồi nãy á. Hồi nãy là nền đen, còn bây giờ là nền nền kem nha mấy chị. Cái này là nền kem giùm em nha. Lụa dập ly mấy chị. Lụa dập ly này em còn được 2m dập ly. 2m lụa dập ly nha. Hoa hồng đen giùm em. Bán rồi. 2m hoa hồng đen nha. 2m này là 56 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56. 56 ngàn dập ly hoa hồng đen mấy chị. Lên đồ rất là đẹp luôn nha. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 56 nè. Giống như là cái hoa hồng đen hồi nãy, nhưng mà nó là nền đen nha. Còn cái này là nền kem mấy chị. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị ơi. 56 ngàn. 56 cho chị Linh Trần nè. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Đây là lụa chữ giùm em nha. Lụa chữ, cái này em còn đủ áo thôi mấy chị. Lụa chữ này em còn được 1m đủ áo nè. Chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nha. 1m mấy chị, 1m. 1m này là 19 ngàn. A à, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. Lụa chữ chắc co giãn mạnh cho mấy chị nha. 19 ngàn. A à, lấy chữ thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn chữ giùm em nha. 19 ngàn. Em còn mảnh á. Em còn mảnh mango hoa này mấy chị. Mango hoa giùm em nha. Mango hoa này em còn được 1m đủ lên áo kiểu này. Mango mấy chị ơi, mango rất là đẹp luôn nha. 1m. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nha. 1m 17 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 17. 17 ngàn hoa giùm em nha. Hoa đen mấy chị. Mango mấy chị ơi, 17 ngàn. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 17. 17 ngàn giùm em nha. Em có mảnh xốp hoa lon thì mấy chị. 17 cho chị Tuyết Ánh nè. Xốp hoa lon nha mấy chị ơi. Xốp hoa lon giùm em. Như bữa có mảnh màu trắng bỏ ra.
này em còn được 3 mét thôi. Măng cụt mỏng hơn. Cái loại măng cụt đục lỗ hơi giống măng 3 mét 2 mấy chị ơi, 3 mét 2 lấy hết thì chốt không thì chia nè. Sắp hoa lon mấy chị ơi. Màu nó hơi nhạt nhưng mà lên đồ bao đẹp cho mấy chị luôn. Em còn được 3 mét 2 nha. 3 mét 2 shop hoa lon mấy chị, 3 mét 2 lấy hết thì chốt không thì chia nè. 69.000 mấy chị ơi, 69.000 3 mét 2 a à, lấy thì chốt với giùm em ạ, 69. 69.000 là hết thì chốt không thì chia đô mấy chị, 69.000 nè, a à, lấy thì chốt với giùm em ạ, 69. 69.000 giùm em nha, a à, lấy thì chốt với giùm em ạ, 69 mấy chị, 69.000. Em còn mảnh á, shop bọc hoa này mấy chị. Shop bọc hoa nha, cái này là màu da cam mấy chị, màu da cam giùm em nha. Hoa xuất bọc màu da cam 69 cho chị Quỳnh Giao này, em còn được 1m6 mấy chị. 1m6 xuất bọc hoa nha. Lên một cái đầm mấy chị, lên một cái đầm rất là đẹp nha. 1m6. 17 em bỏ cho chị rồi, chị Tuyết Ánh ơi. 1m6 32.000 mấy chị, 1m6 32.000 này, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 1m6 giùm em nha, hoa mấy chị, hoa rất là đẹp luôn nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 1m6 nha, 32.000 1m6. Em còn mảnh lụa thổ cẩm nè mấy chị. Lụa thổ cẩm nha. 32 cho chị Tuyết Ánh nè. Lụa thổ cẩm mấy chị ơi, lụa thổ cẩm chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Thổ cẩm nha. Thổ cẩm này em còn được 1m6 luôn nè. 1m6 lụa thổ cẩm chắc co giãn cho mấy chị nha. Lên đồ pyjama đùi váy đầm, lên quần ống suông ống rộng cũng được nha mấy chị. Thổ cẩm rất là đẹp luôn nha. 1m6 này là 30.000 mấy chị, ai lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 thổ cẩm giùm em nha mấy chị ơi, thổ cẩm rất là đẹp luôn nha, 30.000. Ai lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000 giùm em. 30.000 1m6 nha, lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000. 30 cho chị Lê Thị Quý nè. Em còn mảnh lá nha mấy chị. Lụa lá giùm em nha. Lụa lá thì em còn được 3 mét nha mấy chị. 3 mét lụa lá chắc co giãn cho mấy chị nè. Cái này mấy chị lên đồ đi biển, lên đồ cặp đi biển với chồng mấy chị rất là đẹp luôn nha. 3 mét nha mấy chị, 3 mét. 3 mét này là 47.000, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 47. 47.000 lá giùm em nha, lấy lá thì chốt lên giùm em mã 47 mấy chị, 47.000 lá 3 mét. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha mấy chị. Chia đôi 1 mét rưỡi giùm em. 47.000 3 mét nè. Lấy lá đi chốt cái giùm em mã 47. 47.000 giùm em nha mấy chị ơi, 47.000. Em còn mảnh tơ sóng nha mấy chị. Tơ sóng họa tiết giùm em nha. Cái này em còn được 1m6 nha. 1m6 tơ sóng họa tiết mấy chị, 1m6. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè, không thì mấy chị để làm khăn tròn cổ nha. Tơ 16.000 mấy chị, 1m6 mà chỉ có 16.000 thôi nha. Lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 16 mấy chị, 16.000 nè. Tơ rất là đẹp luôn, mỏng nhẹ cho mấy chị, 16.000 nha. Lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 16 mấy chị, 16.000 giùm em. Hồi nãy mi qua. Cô mi qua cô lên đi, con này chưa nên mày đừng nghĩ không lái, nãy nó lái vậy. Mango nè mấy chị. Không nghĩ mắt nó lái cái đó nghĩ. Chị đóng cửa không nè. Mango nhí nè mấy chị, mango nhí nè em còn được 3 mét rưỡi nha. 3 mét rưỡi chắc mango mấy chị ơi, 3 mét rưỡi 15 cho chị Lê Thị Quý nè. Ủa 15? 16 chị ơi, 16. Chị Lê Thị Quý ơi, cái tơ này là 16 giùm em nha. 16 nha chị. Lấy thì chốt lại giùm em mã 16 nha. Mango nhí mấy chị ơi, mango nhí 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi này là 50.000 mấy chị. À lấy mango thì chốt lên giùm em mã 50. 50.000 lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị ơi. 50.000 vậy ok chị nè. 50.000 mấy chị ơi, chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. 50.000 lấy hết thì chốt không thì chia nè. 50.000 3 mét rưỡi nha. À lấy mango thì chốt lên giùm em mã 50 mấy chị, 50.000. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 50 nha. Em còn mảnh lụa chăn nè mấy chị. Lụa chăn hai đầu cho mấy chị nha. Lụa chăn hai đầu nè, chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Chăn hai đầu này em còn được 1m rưỡi nha, chắc 100D co giãn mấy chị. Chăn rất là đẹp luôn nha. 1m rưỡi đủ canh may lên đồ đùi váy đầm nè. 50 cho chị Nhã Lam nè. 1m rưỡi này là 26.000 mấy chị. Ai lấy chăn thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 chăn giùm em nha. Lấy chăn thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị, 26.000 rất là đẹp luôn nha. Cho mẹ 26.000 nha mấy chị ơi, 26.000.
nãy thì chốt nó giùm em mã 26. Em còn mảnh đuổi theo hạt nổ nè mấy chị. Đuổi theo hạt nổi màu trắng giùm em nha mấy chị ơi, đuổi theo hạt nổi màu trắng giùm em. Em còn được 1m6 nè. 1m6 đuổi theo hạt nổi mấy chị. Lên áo kiểu 75 giùm em nè, không thì để phố tay phối viên nha. Đuổi màu trắng mấy chị rất là hiếm luôn nha. Đuổi theo hạt nổi màu trắng này là 39.000. 39.000 1m6 nha, lấy đuổi thì chốt lên giùm em mã. Lấy thì chốt lên giùm em mã 39 mấy chị. 39.000 đuổi giùm em nha. 39.000 lấy đuổi thì chốt lên giùm em mã 39 mấy chị. Cái màu này là hiếm lắm nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39.000 giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 39 nè. 39.000. Em còn mảnh von cát thì mấy chị. Von cát họ tí giùm em nha. Cái này mấy chị lên áo kiểu không cần lót, nhưng mà lên áo dài 75 đều phải lót giùm em nha. Von cát họ tiết mấy chị. Ai lấy họ tiết thì chốt nó giùm em nha. Em còn được 3,5m nè. 3,5m họ tiết nha, lấy hết thì chốt, không thì chia mấy chị. 3,5m lấy họ tiết thì chốt, không thì chia ra giùm em. Mà màu nhã quá. 3,5m này là 59.000 mấy chị. 59.000 họa tiết nha, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 59. 59.000 giùm em nha. 59.000 mấy chị. Cái này là đường chi ô mấy chị ơi, đường chi ô giùm em, lấy thì chốt lên giùm em mã 59 lấy đi. 59.000 lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 59.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 59. 59.000 giùm em nha, 59.000 mấy chị. Em còn mảnh măng gồ hoa nhí hồng nữa mấy chị. Măng gồ nhí hồng giùm em nha. Măng gồ nhí hồng này em còn được 3,2m mấy chị. 39.000. 3,2m măng gồ nhí hồng lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nha. Đây là mảnh trên mảnh mình đây. À dạ mình kia cỡ tầm 7 6 7. 44.000 mấy chị, 44.000 3,2m. Lấy măng gồ thì chốt lên giùm em mà. 44 mấy chị. 44.000 3,2m giùm em nha. 44.000 là hết thì chốt, không thì chia mấy chị. Chắc mango rất là đẹp luôn nha. 44.000. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 mấy chị. 44.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 44 nè. Họa tiết đi mấy chị, em còn mảnh lụa họa tiết nha. Họa tiết cho mấy chị ơi, cái này là mango giùm em, mango họa tiết mấy chị. Mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn nha. Họa tiết 1,5m đổ lên đồ bộ váy đầm nha. 1,5m 32.000 mấy chị. 32.000 giùm em. Lấy măng gồ chốt lên giùm em mã 32. 32.000 họa tiết mấy chị. 32.000. Lấy măng gồ thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 giùm em mấy chị ơi, 32.000. Em còn mảnh bi nè mấy chị. 32 cho chị Yến Đỗ nè. Em còn mảnh bi mấy chị. Bi màu xanh giùm em nha. Bi xanh mấy chị ơi, bi xanh giùm em. Bi xanh này em còn được 2m nha. 2m bi xanh mấy chị. 2m bi xanh lên đồ bộ váy đầm giùm em. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em nha. Em còn được 2m nè. 2m này là 36.000. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 36. Hình như có đơn rồi. 36.000 bi khách cũ. Ấy là có đơn hôm qua rồi gì á? Chưa. Nếu mà tối có đâu mà. Hôm tối ăn bên này nè. Hồi xưa có lâu lách nè, Yến Bạch chơi Yến Đỗ rồi nè. Mới hôm qua, con là thử. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em. Hôm qua nhớ thấy rồi. Phải không, hay là hôm qua mới chào rồi đi chưa mua. 36 cho chị Yến Đỗ nè. Kiếm lại thử. Vậy là chắc hôm qua chào rồi đi chưa mua. Em còn mảnh nhí xanh nè mấy chị ơi, nhí xanh nha. Nhí xanh chắc von lụa giùm em nè. Ai lấy nhí xanh thì chốt giùm em nha. Em còn 1m đủ áo mấy chị. Em còn được 1m đủ lên áo kiểu nha. Chắc von lụa giùm mấy chị. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt ra giùm em nha. Nhí mấy chị. 1m. 1m này là 18.000. Ai lấy áo thì chốt ra giùm em mã 18. 18.000 áo giùm em nha. 18.000. Lấy áo thì chốt ra giùm em mã 18 mấy chị. 18.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nè. 18.000. Em có mảnh lụa hoa nè mấy chị ơi. Lụa hoa giùm em nha. 18 cho chị quần dao nè.
hoa thì chốt nó giùm em, nhưng mà chị em còn được 3 mét rưỡi này. Hoa chắc co dạng nhưng mà chị lên một cái đầm nha. Lên đồ bộ phải đầm mà chị, 3 mét rưỡi lên hết thì chốt, không thì chia đôi nè. 3 mét rưỡi đây là 61.000 mà chị, 61.000 3 mét rưỡi lấy hoa thì chốt nó giùm em mà 61.000 giùm em nha. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mà 61 mà chị. Hoa rất là đẹp luôn nha, 61.000. 61.000 ai lấy hoa thì chốt nó giùm em mà 61. 61.000 hoa giùm em nha, 61.000. Em còn mảnh lá đủ màu nè mấy chị. Lá đủ màu giùm em nha. Lá đủ màu này em còn được 1 mét đủ áo thôi. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt nó giùm em nha. 1 mét chắc co dạng cho mấy chị nè. 61 cho chị Quỳnh Giao nè. 1 mét này là 16.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 16. 16.000 lá giùm em nha. Lấy lá thì chốt nó giùm em mã 16 mấy chị. 16.000 giùm em. Em còn mảnh von nhí nha. Von nhí nha mấy chị. Von nhí thì em còn được 1m3 mấy chị ơi, 1m3 von nhí. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt nó giùm em nha. Von mấy chị. Von giùm em nha, 1m3. Chị muốn một mảnh hoa nhí may áo dài. Dạ chị xem like chọn giùm em đi chị ơi. Xem like chọn giùm em đi chứ em không có biết chị ơi. Nhí may áo dài 22.000 mấy chị, 22.000 nhí nha. 1m3 22.000 lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 nhí giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị, 22.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 giùm em. Em còn mảnh vợt này mấy chị. Vợt giùm em nha. Vợt chắc 100D co dạng như mấy chị luôn. 22 cho chị Nhã Lam này. Vợt nha. Vợt này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 vợt giùm em nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. Co giãn mạnh luôn nha. 3m2 lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nè. 3m2 nha. Ai lấy vợt thì chốt nó giùm em mấy chị ơi. Vợt 3m2 này là 59.000. Ai lấy vợt thì chốt nó giùm em mã 59. 59.000 vợt giùm em nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 59 mấy chị. 59.000 giùm em nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 59 mấy chị. 59.000 ai lấy thì chốt nó giùm em mã 59. 59.000 giùm em mấy chị ơi, 59.000. Lấy thì chốt nó giùm em mã 59. 59.000 giùm em nha, 59.000. Em còn mảnh beo nè mấy chị. Vải đỏ sau lưng là vải gì vậy em? Cái này đúng không chị ơi? Cái này là đuổi cam nha, đuổi màu cam đất. Còn cái này là màu đỏ rượu. Chắc trượt chùm em nha, trượt màu đỏ rượu chị. Lên đầm thiết kế bao đẹp cho mấy chị luôn. Còn ở trên là gắm nha. Cái màu đỏ, màu đỏ đây là đỏ đô gắm nha chị ơi. Màu đỏ gắm chùm em. Cái này là gắm nha. Gắm họa tiết ẩn mấy chị. Gắm chùm em nha. Chị lấy cái nào thì kèm họa tiết kèm mét đó chùm em với. Cái này là màu đỏ tươi nha chị ơi. Màu đỏ tươi tầm ướt. Chị lấy cái nào thì chốt nó giùm em nha. Nó nhiều màu đỏ quá mấy chị ơi. Đó là chính chủ luôn á. Không thấy ở sau lưng này đứng này đâu thấy đâu. Em còn mảnh beo nha. Beo chắc lụa giấy mấy chị. Beo lụa giấy giùm em nha. Beo chắc lụa giấy nhẹ cho mấy chị nè. Lên đồ bộ váy đầm nha. Beo này em còn được 4 mét nè mấy chị. 4 mét beo nha. Ai lấy beo thì chốt nó giùm em, không thì chia nè. 4 mét nha. 4 mét beo. Đỏ tươi á. Dạ đỏ tươi là tầm ướt á chị ơi. Thấy chưa? Cái này là tầm ướt nha chị ơi. Tầm ướt giùm em. Lấy thì kèm màu kèm mét lên giùm em với. 64.000 mấy chị. 64.000 4 mét. Ai lấy chốt nó giùm em mà 64. 64.000 giùm em nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia mấy chị. 64.000 nè. Lấy beo thì chốt nó giùm em mã 64 nha. 64.000 giùm em lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 64.000 mấy chị. Em còn mảnh von nhí đi mấy chị. Von nhí tím giùm em nha. Von nhí tím nè. Von nhí tím thì em còn được 2m rưỡi nha. 2m rưỡi lót lên áo kiểu, váy đầm, áo dài đều được nha mấy chị. Von nhí tím giùm em 2m rưỡi. 3m rưỡi tầm ướt cho chị Yến Đỗ nè. Ok chị nha, để em cắt cho chị nè. 36.000 2m rưỡi mấy chị. 36.000. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 36. 36.000 2m rưỡi giùm em nha. Lót lên áo kiểu, váy đầm, áo dài đều được mấy chị. 36.000.
Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 36 nha. 36 ngàn nhí với chị 36 ngàn nè. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 36. 36 ngàn với chị 36 ngàn. Em có mảnh lụa hoa đỏ nè mấy chị. Lụa hoa đỏ này em còn được 1,5m nha, chắc 100D co giãn mấy chị nè. Đó là co giãn luôn nha. 1,5m mấy chị đủ lên đồ bộ váy đầm nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 hoa mấy chị, 28.000 1,5m lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 28.000 giùm em nha mấy chị ơi, 28.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 hoa giùm em nha, 28.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. Em còn mảnh lụa này mấy chị. Lụa 75D giùm em nha. Lụa 75D chắc co giãn nhẹ cho mấy chị. Cái này là họa tiết mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này mấy chị lên một cái đầm xì mấy chị, lên một cái đầm xì rất là đẹp luôn nha. Họa tiết này em còn được 2,5m nè. 2,5m lụa họa tiết nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Dạ cam đất này là đuổi á chị Trinh Mai ơi. Đuổi giùm em nha, đuổi màu cam đất mềm rũ co giãn cho mấy chị luôn, rất là đẹp luôn nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em với, có von màu không em? Dạ có nha chị ơi, em có von màu nha. Von màu vàng này chị ơi, von màu vàng nha. Màu vàng giùm em, cái này là von màu vàng, nó có văn giùm mấy chị luôn, văn giùm em nha. Von găng mấy chị, von găng màu vàng nha. Ở ngoài màu nó đậm hơn ở trên lai mấy chị, ở ngoài màu đậm hơn. Lấy thì kèm mét lên giùm em nè, em có màu xanh lá nè. Em có nhiều màu lắm, chị muốn lấy màu nào để em lấy cho chị xem. 55.000 với chị. 55.000 2,5m. Von găng màu. Không, cái này là von, von bình thường thôi nha. Von trơn nha chị ơi, von trơn. Ok, 2m von màu vàng. Cái này là von găng nha chị ơi, cái này mà lên áo dài rất là đẹp nha. Nó có găng găng cho mấy chị nè. Sợ mấy chị không có thấy. Nó có găng, von găng chứ không phải là von trơn nha chị. Để em cắt cho chị 2m nha. Cái này là 55.000 mấy chị. 55.000 2,5m nhân lấy thì chốt lấy giùm em mã 55 nè. 55.000 giùm em. Ủa đủ 2,5m thôi. Ủa đủ 2m thôi. Ừ. Cái này cái sao chị? Lấy thì chốt lấy giùm em mã 55 nha. 55.000 giùm em, để em cũng bòn rút của nó nữa. Để làm sao được không? Em còn mảnh von nè mấy chị. Von, von họa tiết màu đỏ giùm em nha. Von họa tiết màu đỏ này em còn được 1,7m nè. 1,7m von họa tiết nha, 1,7m lót lên áo kiểu váy đầm mấy chị. Chị nào mà lấy thì chốt lên giùm em nè, em còn được 1,7m nha. 1,7m 24.000, ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 von giùm em nha, lấy von thì chốt lên giùm em mã 24 mấy chị, 24.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 giùm em có von trơn màu tím nè chị ơi. Von tím màu tím cà chị, màu tím cà nha. Màu rất là đẹp luôn, lấy đi kèm mét lên giùm em 24 cho chị Yến Độ luôn nè. Em có mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha, hoa chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn hoa nè. Hoa này em còn được 2,5m mấy chị. 2,5m hoa chắc co giãn cho mấy chị nè, hoa giùm em nha. 2,5m hoa lên một cái đầm mấy chị, ba xinh cho mấy chị luôn 2,5m. 2,5m này là 44.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 hoa giùm em nha, 44.000 2m von tím cho chị Yến Độ nè, 44.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 44 nha, lên một cái đầm xì bao xinh cho mấy chị luôn 44.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 44 nha, 44.000 giùm em. Em còn mảnh lụa nè mấy chị. Lụa đuổi giùm em nha. Lụa đuổi họa tiết nè. Chắc lụa đuổi nó hơi dày dặn nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị. Họa tiết giùm em nha. Lụa đuổi này em còn được 4m nè mấy chị. 4m lụa đuổi nha. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha mấy chị ơi. 4m nè. Ai lấy đuổi thì chốt lên giùm em 4m. Bốn mét này là 83.000 mấy chị. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 83 nha. 83.000 lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị 83.000. Họa tiết nó xếp lại giống như là hình bông hoa mấy chị. Em mấy chị thấy không? Ở trên like giống như là hình bông hoa luôn nha. 83.000 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nè.
83.000 giùm em nha. Ai lấy được chốt em giùm em mã 83 mấy chị. 83.000. Em còn mảnh mango bay này mấy chị. Mango bay giùm em nha. Mango bay này em còn được 1m2. 1m2 đủ canh may lên áo kiểu, không thì lên một cái chân váy nha. Mango loại 1 mấy chị, dày dặn nha. 1m2, 1m2 26.000. Ai lấy bay thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 bay nha mấy chị, 26.000. Lấy bay thì chốt lên giùm em mã 26 nha. 26.000 bay giùm em, lấy bay thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị, 26.000. Em còn mảnh chăn hoa chăn màu cam này mấy chị. Chăn hai đầu cho mấy chị luôn nha. Chăn hai đầu. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Chăn hai đầu giùm em. Chăn hai đầu này em còn được 1,5m nha. 1,5m chăn hai đầu mấy chị, đủ lên đồ bộ váy nam này. Ai lấy chăn thì chốt lên giùm em nha. Chăn 26.000, ai lấy chăn thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 chăn nha. Lấy chăn thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị, 26.000. Ai lấy chăn thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị, 26.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. Em còn mảnh von ép nhung này mấy chị. Von ép nhung giùm em nha. Von ép nhung. Lót lên áo kiểu váy đầm mấy chị, lên áo dài cũng được nha. Von ép nhung này em còn được 2m2 mấy chị. 2m2 von ép nhung nha. Ai lấy von thì chốt lên giùm em 2m2 mấy chị. Von ép nhung. Rất là đẹp luôn nha, 2m2. Ai lấy von thì chốt lên giùm em nha, von mấy chị. Von 35.000, ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 35. 35.000 von ép nhung giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 35 này. 35.000 mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 35. 26 cho chị Trinh Mai này, 35 cho chị Yến Đỗ. 35 cho chị Yến Đỗ này. Như Trinh Mai có mảnh này. Này có ai chốt chân hồng chân cam này. Em còn mảnh á. Sọc này mấy chị ơi, sọc giùm em nha. Cái này là satin sọc giùm em này mấy chị. Satin sọc nha. Cắt satin mấy chị, cắt satin giùm em. Lên đồ pyjama đùi váy đầm mấy chị. Satin này em còn được 2m nha. 2m satin mấy chị, chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đồ rất là đẹp luôn nha. 2m. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em nha. 2m này là 44.000. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 2m nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị, 44.000 này. Lấy thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 satin giùm em nha, 44.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 44 này. Em còn mảnh mango vợt này mấy chị. Mango vợt giùm em nha, mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Mango này em còn được 1,5m nha. 1,5m mango mấy chị, lên đồ đồi váy nam giùm em nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 1,5m nha. 33.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. Chắc mango ba đẹp cho mấy chị luôn, 33.000. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 mango mấy chị ơi, 33.000 nè. Em còn mảnh von nhí nha mấy chị. Von nhí giùm em nha. Von nhí này em còn được 2m luôn nè. 2m von nhí lót lên áo kiểu váy đầm nha, 2m mấy chị. Ai lấy von thì chốt lên giùm em von. 2m này là 29.000 mấy chị. 2m mà chỉ có 29.000 thôi. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 29 nha. 29.000 von giùm em nha mấy chị, 29.000. Lót lên áo kiểu váy đầm nha. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 29. 29.000 mấy chị ơi, 29.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29 nè. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha, 33 hả? Ba mươi ba cho chị Trinh Mai nè, mango vợt rất là đẹp luôn mấy chị ơi, mango rất là đẹp luôn. 33 cho chị Trinh Mai nha. Lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa họa tiết cho 100D co giãn cho mấy chị luôn. 33. Họa tiết nha, họa tiết lên đồ bộ váy đầm. Cái này em còn được 5m nha mấy chị.
5 mét họ tiến giùm em nha, chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn nè. 5 mét nha. 5 mét lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em. Ai lấy họ tiết thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, họ tiết. Họ tiết này là 81.000, ai lấy họ tiết thì chốt lấy giùm em mạng 81. 81.000 5 mét lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em nha. 81.000 mấy chị, 81.000. Lấy họ tiết thì chốt lấy giùm em mạng 81 nha. 81.000 giùm em lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị ơi, 81.000. Em còn mảnh von bi nè mấy chị, von bi giùm em nha, von bi lót lên áo kiểu váy đầm, von bi này em còn được 4 mét luôn nha, 4 mét von bi mấy chị, lót lên áo kiểu váy đầm áo dài đều được luôn nha, von bi rất là đẹp luôn nha, 4 mét lên hết thì chốt không thì chia nè, 4 mét nha, 4 mét thì là 56.000, ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 von nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị, 56.000 nè. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 56 nha. 56.000 giùm em mấy chị, 56.000. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị, 56.000 giùm em. Em còn mảnh satin họa tiết nè mấy chị. Satin họa tiết giùm em nha. Satin họa tiết này em còn được 3 mấy nha mấy chị, chắc satin mềm rũ cho mấy chị nè. Màu nó hơi nhạt nhưng mà lên đồ rất là đẹp mấy chị, 56 cho chị Quỳnh Giao nè. 3 mét satin lên đồ pyjama đùi váy đầm 3 mét. 3 mét này là 45.000 mấy chị, 45.000 3 mét lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha. 45.000 giùm em lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 45 mấy chị, chắc satin rất là đẹp luôn nha, 45.000. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 45 nha, 45.000 giùm em. Mango nè mấy chị, mango họa tiết nha. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Mango này em còn được 2 mét, 2 mét mango nè mấy chị, 2 mét. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em nha. 2 mét đủ lên đồ bụi đùi váy đầm mấy chị, 2 mét này là 48.000. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 48. 48.000 mango giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 48 mấy chị, 48.000. Mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn, 48.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48 mấy chị, 48.000. Em còn mảnh hoa này mấy chị, lụa hoa nha. Lụa hoa này em còn được 1 mét mấy chị, 1 mét hoa nha. Chắc co giãn mạnh cho mấy chị nè, 1 mét chị nào mà canh mây đột áo thì chốt lên giùm em nha. 48 với chị ở lên trần nè. 1 mét này là 21.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21 mấy chị, 21 chắc co giãn mạnh cho mấy chị luôn, 21. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 21 nha. 21.000 hoa giùm em. Em có mảnh đốm nè mấy chị. Đốm nha. Đốm chắc 100D co giãn như mấy chị luôn. Đốm này em còn được 2 mét rưỡi nha. 2 mét rưỡi đốm chắc co giãn như mấy chị nè. Rất là co giãn luôn nha. 2 mét rưỡi mấy chị. 2 mét rưỡi lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em nha. 2 mét rưỡi 43.000. Lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 43. 43.000 đốm mấy chị, đúng 43.000, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 43 nha. 43.000 giùm em nha mấy chị, 43.000 nè. Em còn mảnh von tơ nè mấy chị. Von tơ đủ màu giùm em nha. Von tơ rất là sặc sỡ luôn mấy chị. Này, hôm qua 10 mét không đâu. Có cái nào 10 mét không? Có luôn. Hôm qua gọi đâu cái nào 10 mét đấy. Von tơ đủ màu giùm em nha mấy chị, lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em nè. Này em còn nhiều nha. Tơ 3. Thì đúng không phải dạng vừa luôn nha. 4 mét rưỡi. Cái này em còn được 5 mét mấy chị. 5 mét tơ nha mấy chị ơi, tơ đủ màu giùm em. Cho cái này nè. Cho. À bọn ra cái này thì nó còn ở đây không á. Hay. À 4 mét rưỡi. Cái đó đi. Tơ đủ màu giùm em nha mấy chị ơi, tơ đủ màu rất là đẹp luôn nha. Em còn được 5 mét. 5 mét lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em nha. 5 mét 33.000, lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. Tơ rất là đẹp luôn nha. Tơ đẹp mà còn mỏng nhẹ nữa, 33.000 5 mét. 5 mét mà chỉ có 33.000 thôi nha, lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em nha mấy chị. 33.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 nha. Em còn mảnh nhí nha mấy chị. Nhí xanh giùm em nha. Nhí xanh chắc von lụa nha mấy chị, nhí xanh chắc von lụa này em còn được 1m6 nè. 1m6 nhí xanh nha, 33 2m cho chị Quỳnh Giao đưa thương đi.
1m6 này là 27.000 mấy chị. 27.000 1m6 nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị. Đủ lên đồ đùi váy đầm nha. 27.000 giùm em. Nhí xanh chắc xoan lụa mấy chị 27.000. Em còn mảnh mango hoa đen nè mấy chị. Mango hoa đen giùm em nha. Chắc mango rất là đẹp luôn mấy chị. Mango hoa đen này em còn được 1 mét đủ áo thôi. 1 mét đủ áo nha. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em 1 mét. 1 mét này là 17.000, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 áo giùm em nha mấy chị. Chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. 1 mét 17.000. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 nha mấy chị. 17.000 áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 nè. Bảy cho chị Vân Kim nè. 17 cho chị Vân Kim luôn nha. Chị lấy hai mã luôn đúng không chị ơi? Nhí xanh với mango đúng không chị? Đúng thì ok giùm em. Em sợ chị nhấn lộn hai cái. Đúng thì ok giùm em với nha. Em còn mảnh lá nha mấy chị. Lá đủ màu nha. Lá đủ màu chấm 100D co giãn cho mấy chị luôn lá nha. Lá này em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 lá đủ màu chắc co giãn mạnh cho mấy chị nè, lá. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với nha. Đúng không chị Vân Kim ơi? Trả lời lên giùm em để em biết đường em bỏ nha chị. Mấy công em bỏ lộn vải cho mấy chị rồi mấy chị là trách em nữa nha. Em hỏi thì mấy chị trả lời giùm em với. Em chào chị Tuyết Mai nè, có vải mấy áo dài không em? Chị muốn hỏi họa tiết hay là hỏi màu chị ơi? 26.000 mấy chị. 26.000 lá đủ màu nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 lá giùm em nha mấy chị ơi, 26.000 nè. Dạ ok chị Vân Kim nè. 17 em hết nha mấy chị, chồng mình khác giùm em. Em lá đi chút lên giùm em mã 26. 26 nghe giùm em. Mango này mấy chị ơi, mango đốm nha. Áo cái này satin chứ mấy chị. Satin giùm em nha. Satin mấy chị, satin mềm rũ giùm em, rất là đẹp luôn nè. Satin đốm mấy chị, satin đốm. Lên đồ bộ váy đầm nha. Chắc satin mềm rũ mát cho mấy chị luôn. Satin này em còn được 4 mét nha. 4 mét satin mấy chị, 4 mét là hết thì chốt không thì chia nè, 4 mét nha. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 4 mét. 4 mét này là 64.000 mấy chị, 64.000 4 mét là hết thì chốt không thì chia nè. 4 mét giùm em nha, chắc satin mềm rũ rất là đẹp mấy chị. 4 mét. 4 mét 64.000 là hết thì chốt không thì chia giùm em với nha, 64.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 64. 64 nghe giùm em nha. Mango này mấy chị. Mango hoa cam nha mấy chị ơi, mango hoa cam giùm em. Em còn được 1 mét. 1 mét mango hoa cam mấy chị, chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. 1 mét nè. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nha. 1 mét 23.000 mấy chị. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 mango mấy chị ơi, 23.000. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23.000 mango mấy chị, 23.000. Em còn mảnh beo nha. Beo chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Beo nè. Beo này em còn được 2,5 mét nha. 2,5 mét beo mấy chị, chắc co giãn cho mấy chị nè. 2,5 mét. Dạ họ tiếng thì giờ chị canh coi like, xem like chọn giùm em đi chị ơi. Xem like chọn giùm em đi nha. Chứ em bóc trúng mảnh nào thì em like mảnh đó, chứ em không có lừa được nha chị. 46.000 nha mấy chị. 46.000 beo nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 46 này. 46.000. Để ra cái đen này. 46.000 2,5 mét nha, bung bao quá mà. 46.000 mấy chị. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 46. Em có mảnh von nhí nha mấy chị. Von nhí xanh nha. Von nhí xanh này em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét von nhí xanh này. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Lên áo dài cũng được mấy chị. Em còn được 2 mét nha. 2 mét này là 31.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 nhí giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 31 23 cho chị Trinh Mai nè. Cái này là 31.000 mà chị ơi, nhí 31.000 2 mét, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 31 nha. Von nhí giùm em 31.000. Lấy đi chốt lên giùm em mã 31. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị, lụa hoa hồng nha. Lụa hoa hồng nha mấy chị ơi, lụa hoa hồng giùm em.
Lụa hoa hồng này em còn được 2 mét rưỡi luôn nha. Hoa hồng của chị hoa giống như là hoa 3D luôn mấy chị ơi. Hoa rất là đẹp luôn nha. Lên một cái đầm xì. Lên một cái đầm xì bao đẹp cho mấy chị luôn. 2 mét rưỡi nha. 2 mét rưỡi này là 42 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 42. 42 ngàn hoa giùm em nha mấy chị ơi. Hoa rất là đẹp luôn nè. 42 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 42 nha. 42 ngàn hoa mấy chị 42 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 42 nha. Em còn mảnh caro này mấy chị. Caro may đồ cho bé nha. Caro màu hồng may đồ cho bé nè. Em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét caro may đồ cho bé nha. 42 cho chị Quỳnh Giao. Chị nào mà có bé thì chốt về canh may đồ cho bé nha. 2 mét này là 35 ngàn mấy chị. Ai lấy caro thì chốt lên giùm em mã 35. 35 ngàn caro hồng giùm em nha. 35 ngàn mấy chị. Lấy caro thì chốt lên giùm em mã 35. 35 ngàn giùm em nha. 35 ngàn mấy chị. Em còn mảnh von theo nè mấy chị ơi, von theo giùm em 35 cho chị Quỳnh Gia luôn nè. Von theo màu trắng tinh nha mấy chị. Ló lên áo kiểu váy đầm, không thì để phối tay phối viên nha mấy chị ơi. Theo rất là đẹp luôn nha. Theo này em còn được 1m7. 1m7 theo mấy chị, lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Theo 1m7, ai lấy theo thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Theo nè 1m7, 37 ngàn mấy chị. Ai lấy theo thì chốt lên giùm em mã 37. 37 ngàn theo mấy chị ơi, 37 ngàn. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 37. 37 ngàn giùm em nha, 37 ngàn. Mango bi nè mấy chị. Mango bi đen giùm em nha. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em nha, 37 cho chị Quỳnh Giao nè. Mango bi nè em còn được 3m2 nha mấy chị. 3m2 chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em nha. 3m2 này là 60 ngàn mấy chị. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 60. 60 ngàn bi nha. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 60 mấy chị. 60 ngàn 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia. 60 ngàn chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. 60 ngàn nha. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 60. 60 ngàn mấy chị. 60 ngàn. Em có mảnh xốp hoa này mấy chị. Xốp hoa giùm em nha. Xốp hoa này em còn được 2m rưỡi nha mấy chị. 2m rưỡi xốp hoa mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha. Ai lấy xốp thì chốt lên giùm em với xốp. 2m rưỡi này là 49 ngàn mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mà 49. 49 ngàn hoa giùm em nha. 49 ngàn. Em còn mảnh á. Em còn mảnh satin nè mấy chị. Satin vợt giùm em nha. Satin vợt cái màu này là màu tím môn nha mấy chị. Màu tím môn giùm em. Em còn được 1m7 nè. 1m7 satin vợt nha mấy chị. Satin vợt giùm em. Lên đồ đùi váy đầm. 1m7 này là 27 ngàn. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn satin mấy chị. 27 ngàn. Lấy satin thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27 ngàn giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nè. Em còn mảnh von này mấy chị. 60. Chị Đặng Thị Bảy ơi, cái này em chỉ còn được 3m2 mà chị lấy 2m thì em còn 1m2 không có bán được nha chị ơi. 1m2 không có bán được. Nếu mà chị chia đôi thì em lấy cho chị được chứ chị lấy 2m là em không lấy được nha. 3m2 chia đôi thì em chia được chứ lấy 2m thì em không chia được nha chị. Em còn mảnh bi nè mấy chị ơi. Bi màu xanh giùm em nha. Bi màu xanh mấy chị, màu xanh giùm em. Dạ ok, chia 2 cho chị Văn Kim nè. Bi màu xanh mấy chị ơi, bi màu xanh lóc lên áo kiểu váy đầm giùm em. Bi này em còn nhiều mấy chị nào lấy thì kèm mét không thì lấy hết thì chốt không thì kèm mét lấy giùm em với nha. Thì tối giờ quán lại vô xanh lấy. Khổ nhau chưa? Chết rồi. Em còn mảnh lụa nhặt này mấy chị.
Lụa nhặt giùm em nha. Lụa nhặt chắc rất là đẹp luôn mấy chị ơi, chắc rất là đẹp nha. Lụa nhặt họa tiết lon nha mấy chị, họa tiết lon giùm em đi. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em nha. Họa tiết lon này em còn được 4 mét, 4 mét họa tiết lon nha. Cái này là đường chi ô chứ không phải là lỗ đâu nha mấy chị ơi. Đường màu trắng này là đường chi ô nha. 4 mét mấy chị lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em nè. 4 mét lụa nhặt chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 4 mét 4 mét đây là 49 ngàn mấy chị. Ai lấy lụa nhặt thì chốt lấy giùm em mà 49 49 ngàn lon nha mấy chị ơi. 49 ngàn nè. Lấy lon thì chốt lấy giùm em mà 49, không thì chia nha. 49 ngàn mấy chị, 49 ngàn. Lấy lon thì chốt lấy giùm em mà 49, 49 ngàn giùm em nha. 49 ngàn. Đây One B mấy chị. One B lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Ok chị ở trên mai này. Để em cắt cho chị 2 mét cam đất sau lưng nha. 4 mét rưỡi, 6 mét. Em còn được 6 mét. 6 mét rưỡi mấy chị. B này nè, em còn được 6 mét rưỡi nha. B 6 mét rưỡi mấy chị. One tơ giùm em. Rất là nhẹ luôn nè. 6 mét rưỡi nha. Ai lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em nha mấy chị. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu giùm em. Rất là đẹp luôn nha. 6 mét nha mấy chị, 6 mét rưỡi nè. 6 mét rưỡi, lộn. 6 mét rưỡi nè là 55 ngàn mấy chị. Ai lấy tơ bi thì chốt lên giùm em mã 55. Rất là nhẹ luôn nha. 6 mét mà chỉ có 55 ngàn thôi nha. 6 mét mà chỉ có 55 ngàn. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 55. Lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em nha. 49 hả? Bốn chín này đúng không chị ơi? Bốn chín này em chia đôi được nha. Cái này chia đôi được nè chị ơi. Đúng thì chị ok lại giùm em để em chia đôi cho chị nha. Lụa nhặt, lụa lon mấy chị. Rất là đẹp luôn. Đúng thì ok để em chia đôi cho chị nha. 55 2 mét cho chị Yến Đỗ nè. Bi. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. Lụa lá giùm em nha. Lá nha mấy chị ơi, lá, lá rất là đẹp luôn nè. Đúng thì ok giùm em nha chị Trinh Mai ơi, ok để em biết đường em cắt cho chị nha. Em còn được 1 mét rưỡi đi mấy chị. 1 mét rưỡi lụa lá nha. Lá rất là đẹp luôn nha, lá bao đẹp cho mấy chị luôn nè. 1 mét rưỡi đủ lên một cái đầm nha. 1 mét rưỡi đi là 27 ngàn, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn lá giùm em nha, lấy lá thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị, 27 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27 cho chị Yến Đỗ nè. Dạ ok chị Kim Mai nè. Để em chia đi đôi 49 cho chị nha. Chắc này rất là đẹp luôn chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Em còn mảnh von này mấy chị. Von Gucci giùm em nha. Von họ tiết chữ C giùm em nha. Họ tiết chữ C mấy chị. Ok chị Trinh Mai nè. Von lót lên áo kiểu váy đầm áo dài mấy chị. Em còn được 3 mét rưỡi nè. 3 mét rưỡi von nha mấy chị. Ai lấy von thì chốt lên giùm em nha. Von lên đồ là phải lót. 3 mét rưỡi lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 3 mét rưỡi này là 48 ngàn. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 48. Dạ ok, 49 em còn một nửa cho chị Yến Đỗ nè. Em còn một nửa cho chị Yến Đỗ nha. 48 ngàn mấy chị. Họa tiết này là 48 ngàn giùm em nha. Von chữ C mấy chị, 48 ngàn. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 48 nha. 48 ngàn lấy hết thì chốt, không thì chia đôi mấy chị. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu giùm em 48 ngàn. Em còn mảnh satin nha. Satin họa tiết thì mấy chị. Họa tiết hình con ngựa nha. Satin hình con ngựa giùm em. Lên pyjama đùi váy đầm mấy chị. Satin mềm rũ cho mấy chị luôn. Em còn được 3 mét rưỡi này. Chắc satin mềm rũ mát cho mấy chị nè. 3 mét rưỡi lấy hết thì chốt, không thì chia nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em nè mấy chị. Satin họa tiết 50 ngàn mấy chị ơi. 3 mét rưỡi 50 ngàn. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 50 nha mấy chị ơi. 50 ngàn. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 50 mấy chị. Satin bao đẹp cho mấy chị luôn. 50 ngàn lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nha. 50 ngàn giùm em nhanh, lấy thì chốt lấy giùm em mã 50 nè. 50 cho chị Yến Đỗ nè. Em còn mảnh măng gồ này mấy chị. Măng gồ caro nháy giùm em nha.
mango caro nhí nè. Nhí cho mấy chị nha. Cái này em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét caro nha. Chị nào mà lấy caro thì chốt lên giùm em. Lên xếp vết đồ đùi mấy chị. Váy đao đồ bộ gì cũng được nha. 2 mét này là 41 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41. 41 ngàn caro nhí giùm em nha. 41 ngàn. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 41. 41 ngàn giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 41 mấy chị. 41 ngàn. Em còn mảnh hoa nha. Von hoa rơi mấy chị ơi. Von hoa rơi giùm em. 41 cho chị Quỳnh Giao nè. Von hoa rơi này em còn được 2 mét rưỡi mấy chị. 2 mét rưỡi von hoa rơi nha. Von hoa rơi lóc lên áo kiểu, áo dài váy đầm đều được mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt nó giùm em. Em còn được 2 mét rưỡi nè. Cần mua giày bảo hộ em. 2 mét rưỡi hoa nha. 2 mét rưỡi này là 34 ngàn mấy chị. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 34. 34 ngàn hoa giùm em nha mấy chị. 34 ngàn hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị ơi. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. 34 cho chị Đặng Thị Bảy nè. Em còn mảnh bướm nè mấy chị. Lụa bướm nha. Lụa bướm màu rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Bướm rất là đẹp luôn nha. Ai lấy bướm thì chốt lên giùm em với bướm nha. Bướm này em còn được 1m8 mấy chị. 1m8 bướm. Bướm màu xanh mấy chị ơi. Rất là xinh luôn nha. Lên một cái đầm xòe bao xinh cho mấy chị luôn. Em còn được 1m8 nha. 1m8. 1m8 đây là 27 ngàn mấy chị. 1m8 27 ngàn. Ai lấy bướm thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn mấy chị ơi. 27 ngàn. Bướm rất là đẹp luôn mấy chị. 27 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. Bướm lên một cái đầm xòe rất là xinh luôn mấy chị. 27 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn mấy chị. 27 ngàn giùm em. Em còn mảnh hoa nè mấy chị ơi. Hoa giùm em nha. Em còn mảnh lụa hoa nhí tím nè. Hoa nhí tím nè em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét hoa nhí tím màu rất là đẹp luôn nha. Em còn được 2 mét. 2 mét này là 39 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39 ngàn hoa nhí tím nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 39 mấy chị. 2 mét 39 ngàn. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39 ngàn giùm em nha mấy chị. 39 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39 ngàn giùm em nha. 39 ngàn. Em còn mảnh đốm nha mấy chị. Đốm beo giùm em nha. Beo chắc 100D co dạng cho mấy chị luôn. Co dạng nha, em còn được 2 mét nè. 2 mét beo, ai lấy beo thì chốt lên giùm em với mấy chị beo nè. 2 mét này là 32 ngàn, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn beo giùm em nha mấy chị ơi, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32 nè mấy chị. 32 ngàn lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32 ngàn giùm em mấy chị ơi, 32 ngàn. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa nha, cái này là lụa hoa giấy giùm em. Hoa chắc lụa giấy với mấy chị. Hoa mấy chị thấy hoa đẹp không? Rất là đẹp luôn nha. Hoa này em còn đủ áo luôn nha mấy chị. Hoa này em còn được 1m1 đủ áo. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt nó giùm em nha. Hoa hoa rất là đẹp luôn mấy chị. 1m1. 1m1 23 ngàn. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 23. 23 ngàn hoa nha mấy chị. 23 ngàn hoa nè. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 23 nha. 23 ngàn mấy chị. 23 ngàn. 1m1. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23 nha. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. 23 ngàn. Em còn mảnh họa tiết nè mấy chị. Họa tiết nha. Họa tiết này em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 họa tiết 23 cho chị Quỳnh Giao nè. 1m2 nha. Họa tiết cái này cũng là lụa giấy luôn nha mấy chị. Họa tiết lụa giấy 1m2 đủ áo. Rồi lấy 34 lấy mẹ 39. 34 là nào ta? 39 là nào nữa? Coi lại thử. Lấy 34 rồi hả? 34 của ai? Ủa, Đặng Thị Bảy. 23 em còn một mảnh cho chị Trinh Mai nè. Họa tiết này là 17 ngàn nha mấy chị. Họa tiết 17 ngàn. Chị lấy cái 39 là cái nào vậy chị ơi? 39 là cái nào chị diễn tả lại giùm em được không? 17 ngàn mấy chị. Họa tiết 17 ngàn. Ai lấy, họa tiết thì chốt lên giùm em mã 17 nha. Hoa nhí này đúng không chị?
Hoa nhi tím đi đúng không? 29.000. Dạ ok, để em đổi cái hoa nhí nè cho chị nha. Bỏ cái van hoa đen với lại lan nhí tím cho chị đúng không? Đúng đi, ok, lại lần nữa để em bỏ cho chị nè. Cắt giấy đi. Dạ không đúng rồi. Không phải là đổi. Là không lấy cái này nhưng mà lấy khác. Dạ ok chị à, đèn thì 7 nè. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này là em còn được 3,5 mét mấy chị. Hoa này là chắc lụa giấy luôn nha. Hoa mấy chị chắc lụa giấy giùm em. 3,5 mét lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 3,5 mét. 3,5 mét này là 51.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 51. 51.000 hoa giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 51 mấy chị. 51.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 51. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nha. Lấy thì chốt, không thì chia mấy chị. 51.000. Em còn mảnh von họa tiết nha mấy chị. Von họa tiết giùm em. Von họa tiết này còn đủ 1,5 mét không? 1,5 mét nha. Canh mây lên áo kiểu váy đầm giùm em mấy chị. 1,5 mét. Ai lấy von thì chốt lên giùm em nha. Von lên đồ là phải lót nha mấy chị. 22.000. 1,5 mét 22.000. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 von giùm em mấy chị. 22.000 nè. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 giùm em mấy chị ơi, 22.000. Cái này lên chưa? Em còn mảnh theo đục lỗ nè mấy chị. Theo đục lỗ giùm em nha. Theo lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè mấy chị. Không thì đeo phối tay phối viền nha. Theo đục lỗ màu trắng tinh rất là đẹp đúng không mấy chị? Ai lấy theo thì chốt lên giùm em với nha. Theo theo này em còn được 3,2 mét mấy chị. 3,2 mét theo mấy chị ơi, theo đục lỗ giùm em. 3,2 mét lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nha. Chia đôi giùm em nha mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nè. 3,2 mét này là 70.000 mấy chị. Ai lấy theo thì chốt lên giùm em mã 70. 70.000 theo nha mấy chị ơi, 70.000. Lấy theo thì chốt lên giùm em mã 70 mấy chị ơi, 70.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 70 nha. 70.000 lấy hết thì chốt, không thì chia đôi nha mấy chị. Theo mấy cái theo này hiếm lắm mấy chị ơi. Lâu lâu nó mới có một mảnh á. Nhanh tay chốt lên giùm em với 70.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 70 nha. Em có mảnh mango này mấy chị. Mango giùm em nha. Mango họa tiết mấy chị. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em nha. Mango họa tiết thì em còn được 3 mét nè. 3 mét chắc mango mấy chị ơi. Chắc mango loại 1 rất là dày dặn luôn. 3 mét lấy hết thì chốt, không thì chia đôi mấy chị ơi. Chia đôi 1,5 mét nha. 3 mét thì chia đôi 1,5 mét giùm em. 58.000 mấy chị. 58.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 58. 58.000 mango giùm em nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi 1,5 mét. 58.000 mấy chị. Mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. 58.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58 nha. 58.000 giùm em. Em còn mảnh nhí đỏ nè mấy chị. 58 cho chị Quỳnh Giao nè. Nhí đỏ nha, chắc von lụa giùm em còn được 1,8 mét nè. 1,8 mét nhí đỏ nha mấy chị. Nhí đỏ chắc von lụa lên đồ bộ váy đầm nè. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 nhí nha mấy chị. 33.000 nhí nè. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 33 nha. 33.000 giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. 33.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 giùm em. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Em còn mảnh von nè mấy chị. Von nhí giùm em nha. Von nhí đen mấy chị ơi, von nhí đen. Von nhí đen này em còn đủ áo nha. Von nhí đen này em còn được 1,2 mét đủ áo. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em nha. 1,2 mét canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. 1,2 mét 18.000 mấy chị. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 áo giùm em nha. 18.000 áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 mấy chị. 18.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 18.000 áo mấy chị. Em còn mảnh lụa nhí đen nè mấy chị. Lụa nhí đen nha. Lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị. Nhí đen giùm em 18 cho chị Quỳnh Giao luôn nè.
nhí đen này em còn được 2,5 mét nha. 2,5 mét chắc co giãn cho mấy chị nè, lên đồ cho bà, cho mẹ, lên đồ bộ váy đầm đều được nha. 2,5 mét, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em. 2,5 mét này là 44.000 mấy chị, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 nhí đen nha mấy chị ơi, 44.000 nhí đen nè. Lấy nhí đen thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị, 44.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 giùm em nha. Em còn mảnh lụa caro nè mấy chị. Lụa caro giùm em nha, em còn được 1,7 m. 1,7 m caro to giùm em nha, chắc co giãn nha mấy chị nè. Lên đồ bộ, váy đầm, lên áo sơ mi kiểu đều được nha. 1,7 m. Ai lấy caro thì chốt lên giùm em. 1,7 m 30.000, lấy caro thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 1,7 m nha mấy chị, 30.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. Ai lấy 30 thì chốt lên giùm em. Mấy chị xem like chấm bài lên giùm em với nha. Xem like chấm bài cho nó có tương tác đi mấy chị. Không mua hàng thì chấm bài lên giùm em với. Em còn mảnh beo nè mấy chị, 30 cho chị quần dao nè. Beo này là chắc lụa giấy giùm em nha. Beo chắc lụa giấy mấy chị. Beo này em còn được 2 m nè. 2 m beo mấy chị ơi, màu xanh lá non nha. Này là màu xanh lá non giùm em. 2 m lên đồ đùi váy đầm nha mấy chị. 2 m này là 32.000, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 beo giùm em nha, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị, 32.000. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 giùm em. 32 cho chị quần dao nè. Em còn mảnh lụa nhí đỏ nè mấy chị. Lụa nhí đỏ giùm em nha. Lụa nhí đỏ này em còn được 1,7 m luôn. 1,7 m nhí đỏ chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đồ bộ váy đầm nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em. Em còn được 1,7 m. 1,7 m này là 31.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 nhí giùm em nha. Nhí rất là đẹp luôn mấy chị, 31.000. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 giùm em nha mấy chị ơi, 31.000 nè. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 mấy chị, 31.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nha. Em còn mảnh mango chữ nè mấy chị. Mango chữ giùm em nha. Chắc mango loại 1 dày dặn nha mấy chị luôn. Em còn được 1,7 m nè. 1,7 m mango nha mấy chị ơi, mango chữ giùm em. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em nha mấy chị, mango. Mango 37.000, lấy mango thì chốt lên giùm em mã 37. Coi thử bên đây còn bao nhiêu người xem nữa. 37.000 giùm em mấy chị. Mango rất là đẹp luôn nha, 37.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 giùm em nha. Có cần thoát ra không? Mấy chị thoát ra vô lại giùm em với nha. Thoát ra vô lại giùm em với.